Tối đó tôi nằm chán chê mãi mà không ngủ được. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lùa vào lại khiến tôi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của Lâm. Tôi sợ bản thân mắc mình ảo tưởng nên vội vàng cầm chiếc điện thoại mở Facebook lướt một vòng. Vừa bật mạng wifi tin nhắn ở Messenger hiện đến nick Facebook của Việt. Mới xa tôi chưa đầy 2 tháng mà em đã có người mới rồi à? Cũng nhanh hơn tôi tưởng đấy. Anh nói vậy ý gì? Hồi tối tôi đi ngang qua, thấy em dẫn thằng nào đó lên nhà, thế đã trao cho nó chưa? Đồ thận kinh. Nhắn xong tôi lập tức vào trang cá nhân chặn việc lại. Trước kia, nhìn thấy mấy cặp đôi chia tay xong ghét bỏ nhau, tôi lại nghĩ đơn giản lắm. Cứ ngỡ nếu không thể yêu nhau thì có thể làm bạn, nhưng giờ đặt vào hoàn cảnh của mình mới biết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm bạn được với một tên khốn nạn như anh ta. Chỉ trách tôi trước kia có mắt mà không trọng thôi. Thêm một lần nữa trôi qua, dạo này Lâm cũng ít khi ở công ty, còn tôi thì vừa ngén ngầm xong, công ty nhiều việc, đổ dồn dẫn tới phát ốm. Sáng đó trước khi đi làm, cái chàng bảo tôi, hay là hôm nay mày xin nghỉ đi, chứ bầu bí mà ốm như vậy không tốt đâu. Đặc biệt là lại đang trong giai đoạn 3 tháng đầu. Ừ, tao tính làm nốt công việc còn giang dở hôm qua, rồi xin nghỉ, Càng ngày càng ngén, mệt quá. Mày ngén vậy, ông Lâm với Linh có nghi ngờ gì không? Không, hai người đó dạo này đi ký hợp đồng suốt mà. Tao lại làm phòng riêng nên không ai biết. Thế vẫn quyết định không nói cho ông Lâm biết à? Tôi gật đầu thở dài. Ừ, không nói. Hôm bữa tao nghe nói cuối năm ông lấy vợ mà. Ai nói? Chính miệng ông nói mà. Cuối năm lấy vợ, sắp cuối năm mẹ rồi mà công ty đã thấy nói năng gì đâu. Ai biết được? Thôi tao cũng chẳng quan tâm nữa. Thế rồi sáng đó tôi vẫn quyết định đi làm như bình thường. Đến công ty tôi liền ngồi xuống bàn làm việc. Sau 3 giờ đồng hồ ngồi đánh máy không rời thì cuối cùng tôi mới xong đống tài liệu trên bàn. Vừa cầm tài liệu để đi đến phòng lâm thì tôi hoa mắt lảo đảo đi thêm được mấy bước thì đâm đầu vào một người rồi ngã lan ra. Không kịp nhìn xem đó là ai thì đã ngất xỉu không biết gì nữa. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế của công ty chuyển nước. Cái chàng thấy tôi tỉnh dậy liền nói, mày cảm thấy cơ thể sao rồi? Sao tao lại nằm đây? Mày không nhớ gì à? Mày bị ngất xỉu và được xếp bế xuống đây đấy. Hả? Xếp bế tao á? Thế tao nằm đây lâu chưa? Hơn một tiếng rồi, sáng đã bảo xin nghỉ làm đi thì không nghe. Tao cứ cố làm nốt, đang tính đi nộp tài liệu xong thì xin về nhà nghỉ một hai hôm ai ngờ ngất mẹ rồi mà mày cứ chủ quan ốm nghén nhìn người như đã con cá khô rồi lại còn tham việc mày không lo cho mày thì cũng phải lo cho con mày chứ ừ ta biết rồi nhưng mà sao mày xuống đây không phải làm à đấy sếp biết tao là bạn thân của mày à sau khi mày bị ngất thì sếp cho gọi tao xuống chăm sóc mày đấy mặt đéo mẹ này tao mới có phúc diện kiến gần khuôn mặt đẹp trai của sếp đấy người gì đẹp vãi trưởng tôi nghe cái chàng nói thế liền bật cười đáp đấy ta bảo ngay mà hơn đứt mấy idol hàn quốc của mày chưa ừ ăn đứt rồi thế này mai sau con mày sinh ra đẹp phải biết bố mẹ đều đẹp vậy cơ mà cái chàng nói tới đây lòng tôi chợt thẳng một cái không nhắc đến thì thôi nhưng khi nhắc đến tôi lại chợt thấy thương con mai sau con lớn lên Hỏi bố là ai thì tôi biết trả lời sao đây. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà tôi vẫn không khỏi đau lòng. Chắc cái chàng biết tôi đang suy nghĩ nên liền hỏi sang vấn đề khác. "Quên, ăn quả gì để tao gọt? Hay ăn cherry nhé?" "Ừ, lấy tao mấy quả cherry." Cái chàng đưa tôi đĩa cherry để ăn luôn, còn nó thì gọt thêm kiwi, vừa gọt nó vừa nói, "Cherry ngon không?" "Ngon." "Chuyện Xếp mua thì chẳng ngon. Hả? Xếp mua á? Tôi tròn xe mắt hỏi lại. Ừ, giỏ trái cây này xếp mua cho mày đấy. Lúc nào cảm ơn xếp một câu nhé. Ừ, ta biết rồi. Nằm ở phòng y tế của công ty, thêm được một lúc tôi thấy ổn rồi mới quyết định đứng dậy đi về. Cái chàng bảo để nó đưa tôi về, nhưng tôi nhất quyết bảo tự mình bắt xe về được. Thế là nó lẽo đẽo theo từ ra đến tận cổng. Tôi còn đang loay hoay bảo nó vào làm việc thì chẳng hiểu sao bỗng nhiên nó gào lớn ơ sếp lâm kìa sếp ơi tôi theo phản xạ ngơ ngác quay lại đằng sau tôi thấy lâm đang chuẩn bị bước vào xe ô tô nghe tiếng người gọi mình anh mới quay sang nhìn về phía bọn tôi còn trước kịp phản ứng thì trang đã kéo tay tôi về phía anh cười tươi hỏi sếp ơi anh chuẩn bị đi đâu à ừ thế anh có đi qua đường trường trinh không cho em gửi bạn em về nhờ đoạn. Tôi nhíu mày, quay sang nhìn Trang vừa định nói, "Thôi, tao tự về được." Thì Lâm đã trả lời, "Ừ, lên xe đi." Lâm vừa dứt lời thì cái Trang cười phớ lỡ, còn nháy mắt một cái rồi đẩy tôi vào trong chiếc xe Audi. Trên đường về nhà, chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu gì. Tôi thì cả người vẫn đang rất mệt nên lúc đi ô tô có biểu hiện chóng mặt thỉnh thoảng cổ họng lại lợm lên như sắp nôn đến nơi một lát sau tôi nhắm chặt mắt lại rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy xe đã dừng lại lâm ngồi bên cạnh đang nghe điện thoại thấy tôi tỉnh lại thì hơi nhướng mắt nhìn sang sau đó anh tắt máy rồi tôi mới ngượng ngùng nói xin lỗi tôi ngủ quên mất ừ vậy tôi vào trong nhà trước nhé Khoản đã anh còn chuyện gì nữa ạ à? Ở ghế sau có mấy hộp nước yến Cô cầm lên nhà đi Tôi nhìn Lâm Còn chưa kịp nói gì thì anh đã sợ tôi hiểu nhầm Rồi lên tiếng giải thích Tôi cũng mong cô sớm khỏe còn đi làm Công ty đang nhiều việc Tôi biết rồi Về đến nhà tôi uống một cốc nước Rồi leo lên giường ngủ một giấc ly bì Đến buổi tối Cái trang đi làm về đánh thức dậy ăn cháo xong Tôi lại ngủ tiếp đến 9 giờ Thì tỉnh hẳn Cái chàng lại hỏi Thế đã cảm ơn sếp chưa? Ở quên đấy tao chưa? Nhắn tin cảm ơn một câu. Ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng tôi đành vào số điện thoại của Lâm, soạn một tin nhắn. Có mỗi câu cảm ơn thôi, mà sao bỗng dưng tôi thấy khó nói đến thế. Vấn đề là, nay lúc Lâm đưa tôi về, vì mệt quá tôi đã quên không nói. Bây giờ tự nhiên, nhắn cảm ơn có kỳ không? Cứ xóa đi viết lại mãi, mà tôi không dám gửi. Mãi sau hạ quyết tâm lắm, tôi mới nhắn một câu, cảm ơn anh nhé. Nhắn xong tôi chờ một lúc thì Lâm mới nhắn lại. Vì gì? Tôi nghe chàng nói anh đưa tôi đến phòng y tế còn mua hoa quả và nước yến cho tôi nữa. Cộng thẻ vào số nợ 20 triệu kia Tết đòi cả gốc lẫn lãi. Tôi đọc xong tin sắp tức đến hộc máu mũi. Con người anh ta đúng là từ đầu đến chân sặc mùi tư bản. Thở ra câu nào là mang giá trị tiền câu đó. Tôi nhắn lại tôi chẳng nhớ 20 triệu nào cả. Luật sư mà cũng ăn quỷ tiền à, để người khác biết chắc đẹp mặt lắm. Mặt tôi đẹp sẵn rồi, đẹp thêm lại càng xinh. Tôi mặc kệ cứ nhắn cợt nhà như thế. Sau đó Lâm cũng không nhắn lại nữa, tôi thì nằm ôm điện thoại chờ mãi. Sao tự dưng lại nhớ đến khuôn mặt anh rồi lại tưởng tượng sau này con mình sẽ giống bố hay giống mẹ là bé trai hay bé gái. Thực lòng, nếu con là một bé trai thì tôi lại mong con giống anh Lâm tuy rất kiệm lời, kiệm nụ cười, nhưng tôi vẫn nhớ như in nụ cười của anh lúc ở Sài Gòn. Hôm ấy dưới ánh bàn mai rực rỡ, nụ cười của anh rất đẹp, rất rực rỡ. Tôi phát hiện ra anh cười còn tươi hơn ánh nắng, đẹp đẽ hơn buổi sớm mai. Nghĩ đến đó, vô thức tôi lại đưa tay đặt nhẹ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình. Trong tim, mờ hồ như có mũi tên xuyên qua, lại có cảm giác như đang lạc vào lớp sương mù dày đặc mờ mịt không lối thoát, không biết nên làm thế nào cho đúng. Có những lúc tôi rất muốn nói cho Lâm biết sự thật, nhưng khi nghĩ đến vết xe đổ của mình lại cố gắng kìm nén. Ở nhà nghỉ ngơi năm hôm thì tôi đi làm trở lại. Sáng sớm nay, cái chàng đã dậy nấu cho tôi một bát phở bò thật to, nó rõng rạc ra lệnh. Ăn xong bát phở này rồi mới đi làm. Khiếp, mày nấu gì lắm thế? Tao nấu cho con tao ăn chứ không cho mày, Mày chỉ là ăn ké thôi đấy. Được rồi, tao biết rồi. Mà công ty mấy nay có gì hot không? Không, mọi thứ vẫn bình thường. Sếp cũng đi công tác hai hôm nay mới về. Ừ, hôm nay đi làm sớm hơn nhá. Tao muốn đi siêu âm xem thế nào. Ok, thế ăn nhanh rồi đi. Tôi cứ cố gắng ăn uống, ăn tống, ăn táng, cho hết bát phở. Nhưng tới khi ăn xong, cổ họng lại lợm lên, nên nôn bằng sạch. Cái chàng thấy thế lại nói, hay nghỉ làm thêm đi. Tao thấy khỏe rồi, tao tìm hiểu thì mấy tháng thai kỳ ngén là bình thường mà, mày không phải lo. Tao chỉ sợ mày, lại như hôm trước đấy. Không sao, thôi đi đi. Cái Trang chờ tôi đi làm, chúng tôi đi qua phòng khám, nó có dừng lại cho tôi tranh thủ vào siêu âm. Bác sĩ đặt máy lên bụng tôi một lúc thì nói, thai 9 tuần rồi, nhịp tim là 168 lần một phút, phát triển bình thường nhé. Tôi nghe con phát triển bình thường thì mừng lắm, Tại đợt rồi tôi bị ốm nên cứ lo sợ, bây giờ thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lấy phiếu siêu âm xong, bác sĩ còn dặn tôi thêm vài điều, sau đó tôi vui vẻ cảm ơn bác sĩ ra về. Sáng nay đến công ty, một vài chị phòng nhân sự với marketing đều hỏi thăm, luật sư Hà Duyên đã đi làm rồi đấy à? Dạ, vâng ạ. Tôi vừa dứt lời thì giọng nói của Linh vang lên, chị Duyên đã khỏe hẳn chưa mà đi làm? Tôi ngước mắt nhìn thấy Linh, đang đi cùng với Lâm ở trước mặt mình, mọi người thấy sếp đều cúi đầu chào rồi lặng lẽ vào phòng làm việc. Tôi cười nhẹ đáp, "Chị khỏe rồi, cảm ơn em." Dạ, em tưởng chị chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi thêm, mấy nay hợp đồng em cũng tăng ca tranh thủ soạn giúp chị rồi, chị không phải lo nhé." Vậy hả? Chị cảm ơn Linh nhé, em giỏi thật đấy, vất vả cho em rồi. Có gì đâu chị, việc nhỏ mà chị." Lâm nhìn tôi Lúc này anh ta mới nhàn nhạt nói, "Đến rồi thì vào phòng làm việc đi." Nói xong, Lâm dạo bước đi về phía trước, Linh cũng cười nhẹ bước theo sau, rõ ràng là Linh giúp tôi soạn hợp đồng, lẽ ra tôi thấy nên cảm kích mới đúng, nhưng mà từng câu nói của cô ấy lại mang theo hàm ý nào nữa, khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tôi cảm giác như là cô ấy đang cố tình chứng tỏ trước mặt Lâm mình là một người phụ nữ giỏi, thậm chí công việc của tôi Cô ấy còn nói là chuyện nhỏ, tôi đúng là phục cô ta thật sự. Công việc của tôi rất bận rộn, ngày trước làm công ty cũ thì không sao, nhưng từ lúc bắt đầu làm việc công ty Lâm là đầu tắt mặt tối, vừa ngồi vào bàn làm việc, một đấm hợp đồng đã đặt sẵn trên bàn, tôi có xem qua những hợp đồng mà Linh soạn giúp mình, trong miệng phải bắt buộc thở dài một tiếng, trong hợp đồng có rất nhiều điều sai sót, để yên tôi làm còn nhanh hơn là đi sửa lại thế này. Trong người vốn đang khó chịu vì ngén ngầm lại còn phải mất công sửa chữa sai lầm của người khác. Nên lúc Linh vào phòng tôi nói thẳng. Linh à, chị bảo cái này em đừng giận nhé. Lần sau hợp đồng em cứ để chị soạn, cho em soạn sai thế này. Chị phải mất công đi sửa lại rất mất thời gian. Hơn nữa, chẳng may là hợp đồng ký gấp thì sao? Linh nghe tôi nói thế sắc mặt không vui trả lời. Sao có thể như vậy được? em đã xem rất kỹ các hợp đồng rồi mà nếu em không tin thì lại đây chị chỉ cho em những điểm sai trong hợp đồng tôi vừa dứt lời thì lâm từ ngoài cửa bước vào tôi thấy trên tay anh cầm theo một chiếc túi gì đó nhưng thấy sự xuất hiện của linh liền đưa túi về phía sau nghiêm giọng hỏi có chuyện gì vậy tôi vốn định trả lời không có gì cho qua chuyện thì linh đã ấm ức lên tiếng dạ xếp chỉ là do em lo cho chị duyên mới ốm dậy đi làm sẽ vất vả nên có giúp chị ấy soạn hợp đồng, chị ấy vừa trách em làm sai sót, tất cả là lỗi của em ạ, à. sếp đừng trách chị ấy." Khi Linh nói những lời này, tôi cứ ngỡ Lâm sẽ thương xót cô thư ký bé bỏng của mình mà trách tôi một trận, ai ngờ anh thản nhiên nói, "Ừ, em biết vậy thì tốt, lần sau chuyên môn của ai thì người đó làm, em ra ngoài làm việc của mình đi." Tôi nhìn Linh, sắc mặt cô ấy xanh xanh đỏ đỏ, nhìn mắc cười vô cùng nhưng tôi nào dám cười đành nín nhịn nuốt nụ cười vào trong chắc cô ấy cũng nghĩ giống tôi nghĩ sếp sẽ tỏ ra thương xót hoặc ít nhất phải trách tôi một câu mới đúng linh gật đầu dạ vâng ạ nói xong linh bước ra ngoài căn phòng lúc này chỉ còn tôi và lâm lúc tôi quay sang nhìn anh thì cũng phát hiện anh đã nhìn mình khiến tôi có chút gượng gạo anh tìm tôi ạ à? ừ có cái này muốn nhờ cô vâng anh cứ nói đi tôi vừa dứt lời thì lâm đặt chiếc túi đồ xuống trước mặt tôi giọng ngập ngừng ăn dùng từ cái này nói xong chưa để tôi kịp trả lời thì anh đã xoay người bước đi tôi mặt đần thối như mất sổ gạo nhìn theo cho tới khi bóng lưng anh khuất dần mãi sau tôi cúi xuống lấy đồ trong túi bóng đỏ ra mới biết trong đó đựng hộp heo khô cháy tỏi và tóc mỡ cháy tỏi lại nhớ đến lần chúng tôi đi vào sài gòn tôi rất thích ăn món này lẽ nào Lâm thấy vậy nên mua cho tôi. Nghĩ từ đó thôi mà tâm trạng đang cao có của tôi bất chợt nở nụ cười, lòng thấy lâng lâng hạnh phúc khó tả. Tối đó, tôi vừa sửa hợp đồng lẫn soạn hợp đồng mới tới khuya mới về nhà. Đến sáng hôm sau, tôi đến công ty làm việc thì thấy mọi người xỉ xào bàn tán chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy tôi, Linh đã hỏi, à, chị Duyên đến rồi, hôm qua có phải chị về muộn nhất công ty đúng không? Tôi nhíu mày ngờ vực nhìn Linh, rồi gật đầu, "Ừ, đúng rồi. Tất cả thông tin của khách hàng bị đánh cắp, hơn nữa tất cả video giám sát của công ty đều bị xóa rồi. Qua điều tra, người cuối cùng vào phòng tài liệu là chị." Dù Linh không nói thẳng, nhưng mà nghe Linh nói thế có khác nào bảo tôi là kẻ đã lấy cắp hồ sơ của khách hàng. "Đúng là để xin vào công ty lớn làm việc rất khó khăn, nên tôi luôn trân trọng công việc này, tôi cũng đã cố gắng làm hết mình." đặt thật nhiều tâm huyết trong công việc vì thế nên khi nghe thế tôi vừa ức vừa tuổi thân và cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nữa tôi hỏi thẳng ý là chị là người lấy cắp hồ sơ khách hàng rồi để lộ ra ngoài chị duyên chị phải bình tĩnh em không có ý đó nhưng mà qua điều tra thì là vậy chị ạ à. em chỉ muốn thông báo cho chị biết thôi em ạ à, để mà nói đạo đức nghề nghiệp thì chị tin chị không bao giờ phải xấu hổ vì những việc mình làm, còn cái việc công ty bị đánh mất hồ sơ khách hàng, chị nghĩ công ty cứ điều tra kỹ càng rồi mới khẳng định ai làm cũng chưa muộn. Linh nghe tôi thấy thế, liền bày ra bộ mặt đáng thương, quay lại bảo Lâm đang đứng gần đó. Sếp, hình như chị Duyên đang hiểu nhầm ý em rồi sếp ạ. À? Thực sự, em không có ý đó. Tôi quay sang nhìn Lâm, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, tôi không đọc được trong mắt anh lúc đó đang có những suy nghĩ gì nhưng tôi cảm nhận được một cảm xúc rất kỳ lạ tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng tôi thấy có vẻ như anh không tin tôi làm ra những chuyện như thế có điều cảm nhận vậy thôi nhưng tôi vẫn sợ anh hiểu nhầm anh nhìn tôi một lúc trôi qua mấy phút sau mới chậm rãi nói chuyện này công ty sẽ điều tra lại rõ ràng nếu phát hiện người nào đó trong công ty mình làm ra chuyện tổn hại cho công ty thì lập tức xả thải không ngoại trừ ai cả. Dạ, vâng ạ, mọi người giải tán về làm việc của mình đi. Nghe Lâm nói vậy nên ai cũng không dám ở lại tranh cãi thêm nữa mà giải tán về phòng làm việc của mình. Tầm trưa tôi mang tài liệu tới phòng Lâm, khi bước đến cửa, tôi đã nghe tiếng Linh vọng ra, "Vụ đánh cắp thông tin khách hàng của công ty, anh có nghi ngờ ai không? Mọi việc chờ điều tra sẽ rõ. Em nói cái này, anh đừng giận nhé." Chỉ là em lo cho công ty mình thôi Chị Duyên mới vào làm việc Em thấy năng lực chị ấy cũng tốt Nhưng mà tính cách thì không biết thế nào Em cũng nghe bảo là Chị ấy bị đuổi việc ở công ty cũ Cũng chỉ vì tội Để lộ tài liệu mật của công ty Và còn có ý định với giám đốc công ty Bị vợ người ta bắt được Nghe Linh nói đến đây Thì cơ hồ máu trong người tôi muốn chảy ngược Với tính cách của tôi Thì nhất định phải xông vào nói một trận cho ra nhẽ Rồi muốn ra sao thì ra nhưng tự nhiên hôm nay tôi muốn kìm nén lại, chỉ đợi câu trả lời của Lâm. Lúc đó tìm tôi như muốn nhảy ra ngoài, chờ một lúc lâu sau, Lâm mới lên tiếng. Tôi không quan tâm chuyện người khác, tôi chỉ quan tâm chuyện của mình. Nhưng mà, chị Duyên là người cuối cùng vào phòng tài liệu mà xếp. CCTV bị xóa sạch, cũng chưa chắc cô ấy là người vào cuối cùng trong phòng. Chuyện này, tôi sẽ điều tra rõ, em cứ yên tâm. Dạ, vâng ạ. Nghe Lâm nói thế, chẳng hiểu sao trong tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, thấy cũng vui vui, vì ít ra Lâm Sáng suốt không hổ đồ kết tội cho tôi ngay. để mà nói thật lòng thì tác phong làm việc của anh rất đúng gu mà tôi thích. Cuối cùng, sau khi thấy giọng Linh xin phép ra ngoài thì tôi mới gõ cửa đi vào. Tôi khẽ liếc mắt để ý sắc mặt của ấy, tôi thấy hình như mặt Linh có vẻ không vui, những bước đi cũng không kiêu hãnh như mọi ngày thấy tôi linh nở ra nụ cười gượng gạo chị duyên tìm sếp ạ à? ừ chị nộp tài liệu vâng tôi nộp tài liệu cho lâm anh chỉ lạnh lùng nhận tài liệu rồi không nói thêm gì nữa bình thường nộp xong tài liệu hay hợp đồng là tôi cũng quay mặt về phòng luôn hôm đó tự nhiên tôi muốn nán lại một chút tôi định giải thích với anh về việc tôi bị nghi ngờ là kẻ đánh cắp tài liệu nhưng mà tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu còn đang mải nghĩ ngợi thì Lâm đã nói. Có gì muốn nói với tôi thì nói đi, tôi nghe đây. Sao anh biết tôi có gì muốn nói với anh? Hay vậy? Lúc này, Lâm mới rời mắt khỏi chiếc laptop mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì tôi thông minh hơn cô. Ờ đúng rồi, anh thông minh thì mới làm được sếp. Tôi kém thông minh nên làm dân thường thôi. Thế rút cục muốn nói gì? Tôi muốn khẳng định rằng tôi không phải là kẻ đánh cắp tài liệu của công ty tôi nói xong không thấy lâm trả lời mà chỉ lặng lặng quan sát sau đó tôi lại nói tiếp có thể nhà tôi không giàu nhưng kinh tế hiện tại của bản thân tôi cũng đủ ăn đủ tiêu một cuộc sống tôi thích tôi chẳng có lý do gì mà phải đi làm cái trò mất đạo đức ấy luật sư lúc nào cũng làm việc đòi có bằng chứng vậy mà lần này lại không chứng minh được mình ngoại phạm định giải thích mồm vậy sao lúc đó ở công ty có mình tôi camera là bằng chứng duy nhất nhưng bị phá hủy rồi thì tôi làm sao có bằng chứng được nữa ừ được rồi ra ngoài làm việc đi tôi tin cô tôi như không tin vào chính tay mình nên tròn xoe mắt hỏi lại hả anh tin tôi á ừ nhưng tại sao anh lại tin tôi đơn giản vì tôi thấy cô ngu công nghệ thật sự tôi vừa vui sướng như chưa được bao lâu thì bị rộ một gáo nước lạnh vào đầu Tôi đưa mắt lườm lườm lâm kiểu bất mãn. Anh thì nhìn tôi khẽ cười. Vì cái hôm sửa máy tính cho cô, máy tính đơn giản thế mà cô còn không biết cách sửa, chỉnh độ đâu để phá hủy hệ thống camera. Giờ thì tôi mới biết lý do, đúng là Lâm làm việc gì, cũng suy nghĩ rất kỹ và logic rất chặt chẽ, chứ không vội vàng như mấy người sếp tôi biết. Sau đó chúng tôi nói thêm vài câu nữa, thì tôi quay về phòng làm việc. Ngày hôm đó, Linh chắc vẫn ấm ức tôi nên lúc giao hợp đồng hay tài liệu cũng chẳng mấy vui vẻ mà lúc này tôi mới ngồi nghĩ kỹ lại. Tôi không biết Linh nghe đâu cái tin tôi lấy cắp tài liệu công ty cũ mà cố tình nói với Lâm để chứng tỏ tôi là một đứa con gái không ra gì. Linh thích Lâm và hình như cô ấy đang là người muốn tôi ra khỏi công ty nhất thì phải. Còn đang mải nghĩ ngợi thì điện thoại tôi lại reo lên cuộc gọi của cái trang. Hơn 12 giờ rồi, đi ăn cơm chưa thôi. Lúc này tôi mới giật mình cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, vội vàng nói. Khổ, không để ý thời gian, đợi tao tí tao xuống liền. Nói xong tôi vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, vừa gặp cái chàng đã hỏi chuyện. Thế nào, công ty bị đánh cắp thông tin khách hàng rồi mấy người bản nhau nghi ngờ cho mày là sao? Tao cũng không biết, tự dưng sáng đến nghe tin vậy chứ biết một tê gì đâu. Thế ông Lâm nói gì không? Bảo tin tao. Cái chàng nghe tôi nói xong khoái chí đập tét vào đùi mình một cái rồi cười lớn. Đấy mà, tao bảo sếp có tình ý gì với mày rồi, chứ bình thường ai thèm tin. Hâm à, tình ý gì? Ông ấy bảo tin tao vì tao ngu công nghệ ấy chứ. Cái chàng nghe vậy nhất thời đơ mất vài giây, mặt đần thối hỏi lại. Hả, cái lý do gì củ chuối thế hả? Tao không biết, thôi ăn đi, vụ việc vẫn đang điều tra, chờ kết quả cuối cùng. Ừ, mà mày nghe tin gì chưa? Tin gì? công ty sắp có chuyến từ thiện trên lạng sơn đó tặng quà những trẻ em nghèo và người già neo đơn. ờ tao nghe nói công ty đang tài trợ cho mấy trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi rồi mà. cái đó riêng còn cái này đi thực tế ai đi được thì đăng ký mà nghe nói ít người đi nên chắc tao cũng phải đăng ký mới được. công ty mình cũng nhiều người có gia đình rồi nên bận hơn bọn độc thân như mình. vậy đăng ký cho tao mới. hả mày đi làm sao được mày đang mang bầu mà bác sĩ bảo ta bình thường mà với lại đi cũng nhẹ nhàng không ảnh hưởng gì đâu tranh thủ lúc này đi được chứ mai sau con cái vào rồi chắc không có thời gian ừ thế cứ hỏi bác sĩ đi cho chắc nếu ổn thì mới đi ta biết rồi thế rồi hai ngày tiếp theo lại trôi qua sáng hôm đấy tôi về đến công ty thì nghe quyết định mới nhất là tôi không phải là người đánh cắp thông tin khách hàng đầu đuôi câu chuyện diễn ra như thế nào nữa thì tôi cũng không rõ chỉ biết rằng mình được minh oan cái chàng thấy vậy bảo tôi chắc xếp lâm giúp mày đấy nhớ phải cảm ơn sếp tôi suy nghĩ một hồi đúng là chuyện này nếu lâm không ra tay thì chẳng ai giúp được tôi cả sáng hôm đó tôi cứ lưỡng lự mãi mấy lần định vào phòng gặp lâm thì lại thấy linh ở trong đó nên lại thôi đến trưa lúc tôi đang đứng chờ thang máy thì lâm cũng bước tới cánh cửa mở ra cả tôi và anh cùng bước vào Thế rồi trời xui đất khiến thế nào, cả tôi và anh đều ấn số 1, khiến hai ngón tay có sự va chạm nhẹ. Mà dạo này tôi thấy mình hâm hâm sao ấy, có thế thôi cũng gượng gạo đỏ mặt. Không gian trong thang máy vốn chật hẹp, bây giờ lại chỉ có tôi và anh, nên tôi lại càng cảm thấy căng thẳng. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Lâm, đúng lúc đó anh cũng cúi xuống nhìn tôi, tôi ngập ngừng nói. Cảm ơn anh nhé, vì gì? Nhờ anh tôi được minh oan, Cảm ơn xuông thế thôi à? Vậy anh muốn gì? Một bữa cơm. Tôi dừng lại ngẫm nghĩ một lát. Thực ra một bữa cơm cũng không gì to tát nên gật đầu. Được, anh muốn ăn nhà hàng nào? Nhà tôi. Hả? Nhà anh nhá? Nếu không muốn thì thôi. Coi như cảm ơn xuông cũng được. Được, nhà anh cũng được. Nhưng bao giờ? Tối nay. Ok, nhưng mà tôi chờ anh cách xa công ty một chút nhé. Không ai nhìn thấy lại đổ linh tinh chờ tôi dưới bãi đậu xe. Tôi định nói không được, vì chờ Lâm ở bãi đậu xe thì có khác nào lại ông tôi ở bụi này. Tôi không muốn công ty đồn đại linh tinh, nhưng mà chưa kịp nói, thì cánh cửa thang máy đã mở ra, Lâm lạnh lùng bước đi trước. Chiều đó tôi bảo cái trang tan làm cứ về trước không cần đợi tôi, sau đó tôi phải lén lút xuống trước bãi xe chở anh. Tôi vừa xuống được 5 phút, thì Lâm cũng xuống, sau đó lái xe đưa tôi đi đến khu đô thị cao cấp ở quận Thanh Xuân. Khi xe dừng lại ở một ngôi biệt thự có mặt tiền rộng gần 20 mét, tôi ngẩng đầu nhìn ngôi nhà bể thế, có giá trị cả mấy chục tỷ ấy, liền kinh ngạc. Tôi quay sang hỏi Lâm, nhà anh đây à? Nhà đi mượn, chứ trài bao, làm gì có tiền xây nhà to thế? Tôi lượm anh, đúng là cái đồ thủ lâu nhớ dai, ngày nào không khiện tôi thì ăn cơm cũng không ngon. Tôi không thèm trả lời lại nữa. Sau đó, Lâm dẫn tôi vào bên trong, Điều kỳ lạ là dù ngôi nhà rất rộng lớn, nhưng không thấy nhiều rút việc như những bộ phim tôi hay xem. Trong nhà rất sạch sẽ, đến nỗi tưởng chừng không có một vết bụi, nội thất toàn những kiểu tối giản nhưng rất sang trọng. Cảm giác đặt chân lên chỗ nào cũng như dẫm lên cả đống tiền. Tôi không thấy bố mẹ lâm đầu nên mới buột miệng hỏi, bố mẹ anh không có nhà à? Tôi sống một mình. Anh đưa tôi về nhà anh, lỡ như vợ anh về nhìn thấy thì sao? tôi nói đến đây lâm liền ngạc nhiên quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rất ngạc nhiên anh định nói gì đó thì điện thoại vang lên cuối cùng lâm nghe điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ mới xong trong thời gian đó tôi ngắm nghía căn nhà công nhận thiết kế đẹp thiệt sự nghe điện thoại xong lâm bảo tôi cô nấu cơm đi muốn nấu món gì trong tủ lạnh đều có sẵn nguyên liệu đó anh muốn ăn gì mấy món tủ của cô là được ờ à, tôi biết rồi nói trước tôi nấu không ngon lắm đâu đấy ờ à, tôi cũng không kỳ vọng nhiều bảo đi ăn nhà hàng thì không đi thế bây giờ có nấu hay không có tôi thấy khóe miệng lầm khẽ cười rồi sau đó lại bày bộ mặt nghiêm túc nói thôi nấu đi tôi đi tắm ừ tôi biết rồi sau khi anh đi rồi tôi mở tủ lạnh thấy trong đó có rất nhiều đồ ăn tất cả các thực phẩm cũng còn tươi mới mặc dù không phải là phụ nữ đảm đang nhưng mấy món đơn giản thì tôi làm được. Tôi nhanh chóng sắn tay áo bắt đầu vào việc nấu nướng. Khi đang nấu thì tôi thấy Lâm từ tầng 2 đi xuống. Trên người anh vẫn còn thơm nước mùi sữa tắm và dầu gội. Bình thường tôi hay thấy Lâm ăn mặc chỉnh tề theo phong cách tổng tài. Hôm nay thấy anh mặc đồ thể thao màu đen nhìn cũng rất đẹp. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Nhìn thế nào cũng rất thu hút. Lâm vào bếp đứng bên cạnh tôi, chủ động thái thịt cho tôi tôi quay sang nhìn anh không tự chủ được ờ một tiếng lâm bảo làm gì mà ngạc nhiên vậy anh ra ngoài để tôi nấu cho thôi đợi cô có mà đến đêm cũng không được ăn sau đó những công việc tiếp theo chủ yếu là lâm làm mà kỳ lạ anh làm rất nhanh tay và thành thạo cứ như đầu bếp chuyên nghiệp ấy tôi cứ tưởng đại gia như anh được người khác phục vụ quen rồi sẽ không biết nấu cơm ấy thế mà lại còn nhanh gọn lẹ hơn cả tôi trong lúc lâm nấu thì tôi chỉ lăng sang đứng phụ. Nhìn Lâm lúc này tự nhiên tôi lại nhớ đến thời gian về trước của tôi và Việt. Dù đã yêu nhau nhưng đã lâu, chưa bao giờ tôi được thưởng thức món ăn do Việt nấu. Việt con nhà quê như tôi thôi, nhưng có những tính hệt như con nhà đại gia. Với lại Việt có chút già trưởng, anh ta luôn quan niệm rằng đàn ông còn lo việc lớn chứ ai lại đi làm mấy việc của phụ nữ. Nghĩ lại, tôi càng thấy sao hồi đó mình ngu thế chứ lị rõ ràng có rất nhiều người tốt hơn việt giỏi hơn việt đẹp trai hơn việt theo đuổi vậy mà tôi cứ nhất quyết khăng khăng đâm đầu vào việt để rồi nhận được kết quả bị âm thầm phản bội trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ lại cái đoạn ký ức đau buồn kia lâm đã quay sang bảo tôi xong rồi dọn món ra bàn rồi ăn là được tôi giật mình ngước mắt lên nhìn lâm luống cuống bảo ờ tôi biết rồi hôm nay là lần đầu tiên tôi đến nhà anh lại cùng ăn cơm tối trong chính căn nhà này tự nhiên lòng tôi có chút rốn sang trong đầu không tự chủ được tưởng tượng ra cảnh sau này không chỉ có chúng tôi mà còn có một đứa bé đáng yêu ngồi đây nữa trong tưởng tượng đúng là hạnh phúc thật đấy nhưng đáng tiếc sự thật tàn khốc sau này cũng tại nơi này chỗ ngồi này bố của con tôi cũng sẽ có những bữa ăn ba người nhưng mà người đó không phải là tôi hay con tôi nghĩ đến đó mà vô thức trái tim tôi lại nhói lên cảm giác đau lòng lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác muốn kéo dài một khoảng thời gian này mãi mãi lần đầu tiên trong đời tôi có luyến tiếc những giây phút đang trôi qua chắc có lẽ lâm thấy tôi ngồi nghẹt mặt ra nên liền nói sao cô không ăn đi món ăn không hợp khẩu vị à à không ngon lắm anh nấu ngon hơn cả tôi mấy món đơn giản ấy mà ai nấu chẳng được sau đó chúng tôi nói thêm vài câu nữa rồi lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Tôi thì cảm thấy không khí gượng gạo quá nên lại tìm chuyện nói tiếp. Mà anh không thuê giúp việc sao? Có, giúp việc theo giờ. Ờ, thế giúp cuộc ai là người đánh cắp thông tin khách hàng vậy? Không phải cô là được. Tôi nhíu mày phụ phịu nhìn Lâm, nói thế thì bằng nhau à? Sau khi ăn cơm xong thì tôi là người rửa bát, Lâm dọn dẹp lại chỗ bàn ăn, Rửa bát xong tôi ngước mắt nhìn lên, đồng hồ cũng đã 8 giờ tối. Tôi lên tiếng xin phép, muộn rồi, tôi về trước đây. Tôi vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, cánh cửa mở ra, tôi thấy Linh vui vẻ từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo hộp gì đó, dạng dỡ nói, chúc mừng sinh nhật sếp. Linh thấy tôi xuất hiện ở đây thì có hơi khựng lại ngạc nhiên hỏi, chị Duyên cũng tới chơi à? tôi thì chẳng biết sao lúc đó miệng cứ lắp bà lắp bắp như gà mắc tóc vì sợ bị hiểu nhầm nên tôi đành biện đại một lý do à chị tới đưa tài liệu cho sếp sau đó chưa để lâm kịp nói gì thì tôi đã quay lại bảo anh sếp ơi tài liệu tôi đưa sếp rồi không còn việc gì nữa tôi xin phép về trước nhé chào sếp ạ à. nói xong tôi lập tức xoay người về phía cửa lúc đi ngang qua linh tôi ngửi được mùi nước hoa rất thơm mà tôi nhớ không nhầm hương thơm này mang vẻ sexy và quyến rũ. Bình thường ở công ty, Linh hay dùng hương thơm nước hoa ngọt ngào dịu dàng. Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười nói với cô ấy, chị về trước nhé. Linh nhìn tôi nhẹ nhàng đáp, hay là chị Duyên ở lại ăn bánh sinh nhật cùng em và sếp đi, bánh hôm nay em mua ngon lắm. Tôi biết Linh cũng chẳng thực tâm muốn tôi ở lại đâu, lời mời thì cũng chỉ là cho có phép lịch sự. Vì nhìn ánh mắt cô ấy khi bảo tôi ở lại cũng vô cùng miễn cưỡng thôi chị có việc rồi em ở lại vui vẻ nhé sau đó tôi bước thật nhanh rời khỏi phòng lúc cánh cửa đóng lại không biết sao tôi thấy tim mình nhói lên một cái khi ngoảnh đầu nhìn lại bên trong cách âm rất tốt tôi cũng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra cái cảm giác luyến tiếc không nỡ rời lại dâng cao trong lòng tôi bắt taxi về nhà lúc tôi bước tới cửa thì thấy cái trang đang ngồi ăn mì tôm trứng nó nhìn thấy tôi đã bảo Tối nay tao không nấu cơm đâu, mày có muốn ăn mì tôm thì tao nấu cho. Thôi, tao ăn rồi. Ăn ở đâu ấy mà sao bây giờ mới về? Ăn nhà ông Lâm. Cái chàng nghe tôi nói xong liền dừng động tác lại, quay ngoắt 180 độ, nhìn về phía tôi kinh ngạc hỏi: "Cái gì cơ? Đến nhà sếp á?" "Ừ, bữa cơm cảm ơn." "Sao tao nghe thấy có gì đó sai sai. Cảm ơn thì mời nhau đi nhà hàng, dẫn nhau về nhà làm gì?" "Ai biết" mày mà đi hỏi sếp mày đấy sếp tao chắc không phải sếp mày ừ thôi ăn đi tao đi tắm rồi ngủ trước đây này hơi mệt khoan đã cái gì nữa má nhà sếp thế nào kể tao nghe coi chắc giàu lắm hử tôi không muốn kể có kể cũng vài câu qua loa nhưng cái trang bắt tôi ngồi xuống kể tường tận nên cuối cùng tôi đành kể toàn bộ cho nó nghe sau khi nghe xong lại càng hâm mộ lâm hơn nó hỏi Thế tức là Này là sinh nhật sếp à Ừ thấy Linh chúc mừng sinh nhật Thế mày đã chúc sếp gì chưa Lúc đó cuống quá Nên chưa chúc gì hết Bố khỉ sao mày dại thế Dù gì cũng phải chúc xong mới về chứ Cả năm người ta mới có Ngày sinh nhật đấy Thế rồi cái trang lại ngồi tuôn cho tôi những chàng dại, rào rạc nữa. Hại tôi gần 10 giờ mới được đi tắm. Sau khi tắm xong lên giường rồi, tôi mới cầm đến điện thoại, tự nhiên lại nhớ đến những lời cái trang vừa nói. Kể ra, không biết thì không sao, biết mà không chúc cũng kỳ, nên cuối cùng tôi lại lọ mọ tìm số lâm, soạn một dòng tin nhắn. Chúc mừng sinh nhật anh. Tin nhắn gửi đi tầm 5 phút sau, tôi vẫn không thấy lâm nhắn lại. Trong đầu, lại bắt đầu nghĩ ngợi luyên thuyền, có khi bây giờ anh vẫn đang vui vẻ bên cô thư ký xinh đẹp của mình. Những câu hỏi lại liên tiếp đặt ra, Lâm đã có vợ sắp cưới, Vậy thì mối quan hệ giữa Lâm và Linh là gì? Có đơn thuần là xếp với nhân viên hay còn điều gì mở ám nữa? Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc đó mình hâm thật đấy. Khi đó nghĩ nhiều đến nỗi, còn cố nhớ lại sắc mặt hai người. Rõ ràng, Linh vào nhà Lâm một cách rất tự nhiên như kiểu thói quen rồi đấy. Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì tin nhắn vang lên số của Lâm hiện đến. Chưa ngủ à? Tôi chưa, còn lâu mới ngủ đã xấu gái còn hay ngủ muộn sẽ lại càng xấu bảo sao ế chồng rõ ràng là lâm đang chê mình nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút đáng yêu tôi tủm tỉm cười nhắn lại tôi có cần lấy chồng đâu thế định ở nhà là bà cô già à? ở vậy cho thiên hạ thèm chơi chơi ảo à, tưởng ai mà thèm cô kệ tôi sau đó lâm không nhắn lại nữa tôi nằm ôm điện thoại một lúc thì cũng thiếp đi vào giấc ngủ đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn lúc 3 giờ sáng của Lâm với nội dung ngủ ngon. Đọc xong dòng tin nhắn làm tôi tỉnh ngủ hẳn, trên môi vô thức nở nụ cười. Cả người cứ dựa vào tường cười một mình như đứa dở hơi. Mãi sau cái trang bước vào tôi mới tắt điện thoại rồi xuống giường đánh răng rửa mặt ăn sáng còn đi làm. Công việc của tôi thì mới sáng ra đã gặp Linh rồi. Tôi biết Linh thích Lâm nên sau tối qua thái độ với tôi chắc sẽ đi xuống vài bậc. Và đúng như những gì tôi nghĩ, sáng nay Linh gặp tôi, dáng vẻ rất khó chịu, đặt hợp đồng xuống bàn Linh nói, "Hợp đồng này chị làm gấp luôn, 9 giờ sếp có hẹn với đối tác." Linh đưa tôi cùng lúc cả chục hợp đồng, để chắc chắn tôi còn hỏi lại, "Hợp đồng với công ty Hưng Thịnh là hợp đồng cần gấp đúng không em?" "Đúng rồi chị." Nghe nói là hợp đồng cần cấp, nên tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống bật máy và làm việc, tới tầm 8 giờ 30 phút thì Lâm đi vào anh hỏi Hợp đồng cô làm xong chưa? 15 phút nữa tôi đi gặp đối tác rồi. À, tôi vừa xong rồi đây. Tôi đưa hợp đồng tôi vừa soạn xong cho Lâm xem. Anh vừa cúi xuống nhìn đã cau mày rồi nhanh chóng ngước mắt nhìn tôi. Sao lại là hợp đồng này? Hợp đồng hợp tác với công ty Hưng Phát cơ mà. Lúc này tôi mới ngớ người. Rõ ràng lúc nãy tôi có hỏi lại Linh là Hưng Thịnh thì cô ấy xác nhận là đúng mà. Tôi chậm rãi nói. Tôi hỏi Linh là hợp đồng với Hưng Thịnh à? thì cô ấy bảo đúng rồi mà. Lâm về mặt khó chịu không buồn trả lời lại tôi nữa, trực tiếp gọi Linh vào phòng. Lúc này ba mặt một lời, Linh một năm miệng mười giải thích. Chị Duyên có nhớ nhầm không? Em bảo chị soạn hợp đồng của Hưng Phát mà. Đâu có, em bảo chị soạn hợp đồng của Hưng Thịnh. Chị nhớ nhầm rồi, em chắc chắn bảo chị là Hưng Phát. Tôi và Linh nói một hồi qua lại, Lâm ở giữa bực bội, ném mạch hợp đồng xuống bàn tức giận quát. Hưng nào thì cũng được, tôi không cần biết, nhưng bây giờ đến giờ tôi đi ký hợp đồng với khách mà không có, cô định giải quyết sao đây? Chuyện đến nước này thì tôi biết có giải thích thế nào cũng vô ích, chỉ bằng tìm cách khắc phục trước đã. Tôi bảo Lâm, anh có thể hẹn khách hàng lui lại thời gian gặp tầm 45 phút được không? Lâm quay qua nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh giận dữ đến vậy. Anh lạnh lùng nói, cô làm ăn kiểu này thì sớm muộn gì cũng kéo uy tín công ty đi xuống. Nói xong anh tức giận bỏ đi ra ngoài. Linh nhìn tôi giống như kiểu tôi là người có lỗi. Chị soạn hợp đồng nhanh lên, em sẽ liên hệ lại với khách hàng. Tôi lúc đó bực quá nên cũng đốt thẳng luôn. Linh à, đây là công việc, em làm ơn làm việc có tâm chút. Chị vẫn nhớ rất rõ em bảo chị soạn hợp đồng của công ty nào. Tài chị không có điếc em nhé. Em bây giờ cũng không muốn tranh cãi nhiều với chị. Thôi chị làm việc của mình đi. Tôi biết tôi nói thẳng thế, khiến cô ta tức lắm nhưng đáng tiếc lại không thể đuổi việc tôi ngay được tôi cũng hiểu rõ mục đích linh làm vậy là gì là để muốn cho lâm thấy tôi làm việc tắc trách từ lúc thấy lâm bảo vệ tôi vài lần thì cô ta đã xem tôi như cái gai trong mắt rồi cơ mà cái thủ đoạn hôm nay của cô ta thực sự khiến tôi không thể nào ngờ tới lúc đầu biết linh nói xấu mình với lâm tôi đã không để bụng vì dù sao cũng làm việc với nhau lâu dài nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy tôi không thể nhịn mãi được. Tôi thở dài một tiếng, tự động viên mình cố lên rồi lại bắt đầu làm việc. Soạn xong hợp đồng thì tôi trực tiếp mang sang phòng cho Lâm. Lúc này khuôn mặt anh cũng dễ chịu hơn ban nãy vài phần. Anh nói để xuống bàn giúp tôi. Giao xong hợp đồng thì tôi cũng xin phép ra ngoài luôn. Cứ như thế những ngày tiếp theo trôi qua tôi và Lâm cũng ít nói chuyện. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau thì cũng chỉ nói đến vấn đề công việc. Rồi cũng đến ngày đi lạng sơn từ thiện, tôi cũng hỏi qua ý kiến của bác sĩ, rồi mới quyết định đi. Cả công ty mới có 16 người đăng ký. Lúc tôi và cái trang bước lên xe ô tô, không thấy có mặt Linh và Lâm. Tự nhiên lòng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng vì không thấy anh. Tôi cứ tưởng anh sẽ là người đại diện công ty, làm trưởng đoàn. Lúc đó nghĩ lại, tôi thấy mình khở thật đấy. Dù sao, anh cũng là tổng giám đốc, trăm công nghìn việc, thì lấy đâu ra thời gian đi từ thiện. Do cả đêm qua loay hoay chuẩn bị nên khi xe chạy được một đoạn tôi đã thiếp vào giấc ngủ. Sau hơn 3 tiếng ngồi ngủ gật trên xe đến lúc tôi tỉnh dậy thì cách trang bảo gần tới nơi rồi đấy. Ơ ờ, nhanh phết nhỉ mày ngủ thì chẳng nhanh tao không ngủ được mới thấy lâu đây. Nói xong cái trang đưa cho tôi một chai nước khoáng uống cho tỉnh ngủ. Lúc bước chân xuống xe, điều mà tôi cảm nhận ngay được chính là không khí ở đây trong lành và mát rượi khác hẳn với khói bụi ô nhiễm của thành phố tôi khẽ hít một hơi thật sâu như kiểu hòa mình vào thiên nhiên trong lúc tôi còn đang mài chìm đắm với cảnh sát nơi này thì cái trang đã rượt rượt áo tôi ở phía sau rồi nói ê mày kia phải xe xếp lâm không tôi còn tưởng cái trang trêu mình ai ngờ quay người lại thì thấy xe mẹp màu đen mà lâm đang hay đi di chuyển lại gần chúng tôi anh bước xuống xe trông như một xoáy ca bước ra từ chuyện ngôn tình lâm mặc áo trắng cổ lọ khoác thêm chiếc áo dạ choàng dài đến đầu gối quần âu đen mang kính đen luôn mọi người thấy anh liền háo hức bảo nhau xếp lâm kìa ờ sao sếp cũng đi à sếp mình đẹp trai số 2 thì không ai là số 1. đẹp trai quá đi à anh nhật là trưởng phòng marketing vừa thấy lâm xuất hiện liền tiến lên vài bước vui mừng nói sếp cũng đi chuyến từ thiện này ạ à? em không biết sếp tới không sao tôi cũng chỉ bất ngờ quyết định đi thôi. Dạ, vâng ạ, xếp bận trăm công ngàn việc mà còn dành thời gian đi cùng chúng em, vinh dự cho chúng em quá. Lâm gật đầu một cái xong anh Nhật quay lại bảo chúng tôi. Mọi người, hôm nay xếp Lâm sẽ bớt chút thời gian vàng ngọc đồng hành cùng chúng ta trong chuyến từ thiện này. Mọi người vỗ tay chào mừng xếp. Mọi người nghe anh Nhật nói xong, liền tươi cười vỗ tay hồ to. Hoàn hồ xếp lâm! Cái chàng thấy thế lại quay sang bảo nhỏ với tôi. Ôi là trời, quả này tha hồ gia tăng tình cảm mà không sợ ai làm kỳ đà nhá. Mày hầm à, còn bao nhiêu người ở đây nữa mà. Mày cứ như thế có ngày tiếc đứt ruột ra đấy. Kệ tao. Sau đó chúng tôi gửi xe ô tô vào nhà người quen của Nhật rồi bắt đầu đi bộ vào trong con đường đất nhỏ để lên bàn. Vừa đi cái trang vừa huyền thuyền thì thầm với tôi đủ điều. Lâm đi gần như là song song với tôi hương nước hoa trên người anh tỏa ra đúng là đặc trưng không lẫn vào đâu được. Lúc ấy cảm giác của tôi nó lạ lắm, sự xuất hiện của Lâm khiến tôi thấy chuyến đi này vui hơn, ý nghĩa hơn hẳn. Khi lên con đường có dốc cao, cái chàng biết tôi đang bầu nên liên tục dặn, lên xuống cẩn thận đấy. Ta biết rồi, thế rồi trời xui đất khiến thế nào, nó đã mồm năm miệng mười, quay sang bảo Lâm, sếp ơi, lát lên dốc kia, sếp cầm tay bạn em kéo lên được không, bạn em tùy thế này thôi nhưng sợ độ cao lắm lâm nghe xong không trả lời ngay tôi thấy vậy lường cái trang một cái rồi bảo anh đừng nghe lời nó nói ơ ta nói thật mà hay tao nhờ anh nhật giúp mày nhé cái chàng định lên tiếng thì bất ngờ lâm đưa tay ra trước mặt tôi cầm lấy tay tôi tôi nhìn bàn tay anh nhất thời đơ mất vài giây cái chàng thấy vậy lại tủm tỉm cười huých nhẹ vai tôi mọi người trong đoàn thì cười ổ lên trêu sếp ơi em cũng sợ độ cao. Tôi phần vì ngại nên chần chừ không dám nắm tay anh ngay. Thế nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, nếu chẳng may tôi sảnh chân ngã thì hối hận không kịp. Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng thì Lâm đã chủ động nắm lấy tay tôi cùng đi lên con dốc. Khoảnh khắc đó cả người tôi như có một dòng điện chạy qua, cảm giác lâng lâng đến khó tả. Đây là lần đầu tiên tôi và anh nắm tay nhau như vậy, lòng bàn tay anh ấm lắm, cái nắm tay cũng rất chặt. Chúng tôi cứ nắm chặt tay nhau như vậy cho tới khi an toàn xuống dốc. Đi bộ thêm 15 phút nữa thì vào đến trong bản. Trước khi đến đây, công ty đã liên hệ đến trường bản rồi, nên lúc chúng tôi tới đã được đón đến căn nhà sàn của nhà trường bản. Mọi người để đồ đạc cá nhân của mình gọn vào một góc, còn túi sách thì khoác trên người, đi tới nhà văn hóa. Vừa đi trường bản vừa giới thiệu về bản của mình. Khi đến nhà văn hóa, chúng tôi đã thấy có rất nhiều người chờ sẵn, đặc biệt là có rất nhiều trẻ em mặc trên người những bộ quần áo cũ kỹ, đa số đều không mang tất chân, thậm chí giữa tiết trời lạnh giá như vậy mà có những em bé chân không có được một đôi dép tử tế. Tôi vừa chia quà cho tụi nhỏ mà mắt rưng rưng, ban đầu tôi cứ nghĩ lâm đến nhưng chỉ đứng yên chỉ đạo thôi, ai ngờ lúc chia quà lâm cũng nhiệt tình chia cùng chúng tôi, khi nào thấy em bé mặc không đủ ấm anh còn chủ động lấy áo mặc vào cho tuổi nhỏ. Khi bắt gặp khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh mắt anh cũng đầy yêu thương, khác hẳn với dáng vẻ vị xếp lạnh lùng khó gần thường ngày. Chúng tôi đi từ bàn này tới bàn khác, chìa quả quên cả ăn trưa, đến buổi tối thì ai nấy đều mệt, hai chân mỏi nhừ, nhưng vì làm việc có ý nghĩa nên thấy vui lắm. Tối đó chúng tôi ăn cơm nhà trường bạn, lúc ăn xong rồi tôi mới để ý tới Lâm tôi thấy anh ta chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhìn mọi người ăn chiếc bát cơm trước mặt anh vẫn dường như chưa hề động đũa tôi đoán người lâm chắc không thích ăn uống kiểu này bản chất con người anh ta là ưa sạch sẽ cơ mà với một nơi điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn như này thì đâu thể chiều lòng anh được buổi tối giờ bát xong xuôi vợ trưởng bàn đốt bếp lửa cho chúng tôi ngồi sưởi ấm không biết do vô tình hay cố ý mà lâm ngồi xuống bên cạnh tôi tôi liếc mắt nhìn anh nghĩ bụng cả ngày nay anh ta cũng chưa ăn gì nên hỏi anh không thấy đói à cô này tốt đột xuất thế tôi suýt nữa thì buột miệng nói tôi sợ con tôi bị mổ côi cha nhưng cũng may nhớ ra kịp thời nên sửa lại tôi sợ anh chết đói ở đây không ai mang về được đâu ồ cô tốt quá ha như kiểu chủ ẻo tôi thế nói xong lâm ghé vào tai tôi nói nhỏ có muốn nghe chuyện ma rừng không? Tôi kể cho. Tôi khẽ dùng mình một cái rồi lượm lầm. Buổi tối sương xuống nhiều lạnh quá nên tôi cũng nằm mãi chẳng ngủ được. Cái trang nằm bên cạnh tôi chắc mệt quá nên đã ngủ từ sớm. Thế rồi sau đó tôi không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Nhưng đến nửa đêm tôi buồn đi vệ sinh, nhìn xung quanh một màn đêm đen xỉ. Cộng với tiếng ếch nhái kêu rền, tôi tự nhủ cố nhịn đến sáng nhưng cuối cùng không chịu được lại đứng dậy mỏ mẫm ra bên ngoài. Tôi nghe nói nhà vệ sinh cách đây khá xa nên liều mạng ngồi tạm xuống bụi cây phía sau nhà một đoạn. Cái tội ngày xưa nghe nhiều chuyện ma nên bây giờ đâu toàn làng vàng ma rừng, ma nữ linh tinh. Cuộc đời tôi đúng là chưa bao giờ nhục như lúc này. Vừa ra thì nghe có tiếng loạt xoạt rồi tiếng ếch ộp kêu lên. Tôi vội vàng xoay người lại thấy cái bóng đen ập tới còn chưa kịp định hình thì theo phản xạ tôi đã kêu toán lên. À, Lâm ơi, cứu tôi mới. Cứu cái gì? Gọi tên người yêu cô chứ gọi tên tôi làm gì? Tôi nghe thấy giọng Lâm im bặt ngay lập tức. Tôi kinh ngạc ngước mắt nhìn lên. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng ngửi rõ được hương nước hoa đang tỏa ra từ cơ thể của anh. Lúc đấy tôi thấy mình đúng là vô duyên thật đấy. Mặt tôi đỏ bừng bừng cả lên. Mặc dù xấu hổ lắm nhưng tôi vẫn tỏ miệng cãi tôi gọi nhầm tên không được À? Nhầm tên? Nhầm tên ai không nhầm? Sao lại nhầm đúng tên tôi? Ai biết được, chứng tỏ tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến tôi nên mới vậy. Tôi bĩu môi, đẩy anh ra xa, xa khỏi người mình rồi bảo, anh đừng có mà tự mình ảo tưởng nữa, ai thèm nghĩ đến anh. Không nghĩ đến tôi mà lại gọi tên tôi. Tôi đã bảo tôi buột miệng rồi mà, anh nhỏ nhen thế nhỉ? Tôi và Lâm cứ đứng tranh luận với nhau một vấn đề mãi, cuối cùng tôi tức quá, nên cãi cùn. Lâm chắc cũng không chấp với tôi nữa nên không thèm nói. Thế rồi tôi quay sang hỏi Lâm. Mà này, anh đứng đây lâu chưa? Hỏi Lâm gì? Để biết. Tôi đến trước cô cờ nên cô đừng có mà vu oan giá họa tôi dình trộm cô nhé. Tôi không có nhìn rõ bộ dạng lúc nói ra câu này của Lâm nhưng mà tưởng tượng đến vẻ mặt anh đầy ý trêu chọc mà tôi giấu hổ muốn độ thổ ngay lập tức. Tôi ấp a à ấp úng hỏi có nhìn thấy gì không đấy? Tối như mực thế này thì nhìn thấy gì? Tuy nhiên, Lâm ngập ngừng không nói, tôi rốt ruột hỏi tiếp, tuy nhiên làm sao? Nghe có tiếng động, bố khỉ, kể ra đừng có nói cho tôi biết tôi còn đỡ nhục, bây giờ thì chính tôi cảm thấy không biết nên giấu cái mặt này ở đâu, tôi cáu quá, không làm gì được, liền buột miệng chửi anh, đồ biến thái. Này, tôi làm gì mà cô bảo tôi biến thái, với lại cô ngại gì, khi đây đâu phải lần đầu tôi thấy. Tôi vẫn tức quá, không chịu nổi. Lời Lâm nói lúc này không lọt tai câu nào. Tôi thề, mỗi lần nói chuyện với ông này xong, phải khiến tôi điên lên mới chịu được. Sau đó tôi trở về nhà sàn. Trời xui đất khiến thế nào, mà vấp ngay phải cục đá. Cả người ngã nhoài về phía anh. Tạ ơn trời Phật, lúc đó anh phản ứng kịp thời, nên đỡ chọn được tôi trong vòng tay mình. Tay anh ôm chặt lấy eo tôi, đầu tôi áp vào lồng ngực của anh, thậm chí lúc này tôi còn nghe rất rõ nhịp tim anh đập. lúc ấy tôi sợ lắm, sợ vì nếu té xuống đất thì không biết tôi và con sẽ thế nào. vì hoảng hồn nên tôi run run đứng im bất động như thế một lúc lâu. mãi sau lầm lên tiếng tôi mới giật mình đứng thẳng lên, lầm hỏi buông tôi ra được chưa? cô dịch xuống tí nữa. lúc này tôi mới phát hiện tay tôi đang gần tới người anh, thế là trong khoảng thời gian ngắn Tôi nhục nhã lần hai, tôi ấp úng trả lời. Tôi cảm ơn anh. Vào nhà ngủ đi. Thế còn anh? Không ngủ được. Sao vậy? Chăn ấm nệm êm quen rồi hả? Ừ. Tôi không nghĩ anh bận thế, cũng có chuyến đi từ thiện này đâu đấy. Sao? Tôi đi lạ lắm hả? À? Ờ, vì tôi thấy còn rất nhiều hợp đồng nữa mà. Lâm im lặng một lát rồi lại bảo tôi, vào nhà ngủ đi, ngày mai còn đi đến trại trẻ mồ côi. Ủa, tôi tưởng mai đi phát quà xong rồi chiều về sớm không ngờ lại đi chạy trẻ nữa à ừ thay đổi lịch trình sau đó tôi cũng không biết nói gì nữa nên đành quay trở lại nhà sàn tôi vừa đặt lưng xuống nằm thì cái trang quay sang hỏi nhỏ đêm hôm hai ông bà không cổ còn ra sau nhà thậm thụt gì đấy định abc ở đó à mày ăn gì mà tưởng tượng giỏi thế trang Tào đi vệ sinh thì gặp ngay ông lâm thôi mà sao tao tưởng mày ngủ say rồi thì cũng buồn đi vệ sinh như mày mới tỉnh nè vừa thỏ đầu ra cái đã thấy giọng nói của hai ông bà nín tiểu nãy giờ mai sau tao mà bị sỏi thận là do mày đấy còn hầm thôi dậy mà đi vệ sinh đi tao cũng ngủ đây thế rồi tôi kéo chăn về phía mình một chút rồi xoay người về phía cửa sổ tôi nằm mãi mà cũng không ngủ được nhưng cũng không dám cựa nhiều sợ mọi người tỉnh dậy mãi lúc lâu sau vừa hiu hiu mắt thì điện thoại rung lên, báo có tin nhắn đến. Tôi với tay lấy điện thoại thì thấy số của Lâm anh nhắn, không ngủ được, ra đây ngồi ăn khoai nướng. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngoài đó có hát lên ánh lửa, tôi định bụng từ chối, nhưng nghĩ sao lại muốn đi, tôi nhắn lại, ok. Sau đó tôi quay sang nhìn cái trang, thấy nó đã ngủ say rồi, mới gión rén ngồi dậy tự nhiên thấy hồi hộp và buồn cười giống như kiểu đang đi ăn trộm ấy. Lúc tôi ra bên ngoài, thấy Lâm đang ngồi bên bếp lửa, ánh lửa bập bùng chiếu rõ trên từng đường nét khuôn mặt anh, khiến tôi ngây người. Lâm ngước mắt lên hỏi, còn đứng đó làm gì? Tôi bị anh bắt trúng khoảnh khắc, mình đang nhìn trộm anh nên ngựa quá lúng túng hỏi. Anh cũng biết đốt lửa bếp củi à? Trước thì không biết, nhưng sau tối qua thì biết. Kể ra anh cũng giỏi đấy, nhìn có lần là biết. Cô khen tôi thì cả ngày cũng không hết đâu. Anh đúng là tự cao. Lâm khẽ cười, tôi cũng chẳng chần chừ nữa mà ngồi bệt xuống chỗ dơm bên cạnh anh. Lâm nướng chín củ khoai nào lại đưa tôi ăn trước. Tôi thấy thế mới bảo, sao anh không ăn đi? Không muốn ăn, không muốn ăn còn nướng làm gì? Vì đam mê. Nghe Lâm nói thế tôi suýt nữa vì chết sặc. Tôi vừa cười vừa nói, mà anh kiếm khoai ở đâu ra hay vậy? Đi xin đấy, xin nhà trưởng bản à? Ừ. Tôi ăn khoai gần như là no lắm rồi, cũng không thấy Lâm ăn một miếng, thế là tôi chủ động bóc vỏ khoai đưa cho anh. Đúng lúc đó, anh cũng quay sang nhìn tôi, hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt chỉ cách nhau vài cm. Tôi lắp bắp nói, anh ăn đi, không thấy đói à, lúc tối tôi chưa thấy anh ăn gì, tôi không đói, không đói cũng phải ăn để lấy sức nữa. Thế là tôi chủ động cầm tay Lâm rồi đặt củ khoai vào tay anh, tôi sợ anh ngại còn ra vờ ngoảnh đầu đi chỗ khác. Cảnh nơi đây kể ra cũng đẹp phết, mang lại cảm giác thành bình, chứ không phải sợ đến nỗi đi tè cũng không yên à. Tôi quay ra lườm anh một cái, lúc này tôi thấy anh đã cắn một miếng khoai nhỏ. Tôi rút điện thoại ra xem giờ, cũng chẳng mấy nữa là trời sáng. Tự nhiên tôi rất lưu luyến cảm giác được ở riêng cùng anh thế này, vừa thoải mái, vừa vui vui, khó diễn tả thành lời. Khoai ăn ngon nhỉ? cũng được. Tôi nhớ ngày nhỏ, bà nội tôi trồng ruộng khoai lớn lắm. Đi học về, tôi thích nhất được đi nhổ khoai cùng bà và mẹ. Cũng cái thời tiết lạnh lạnh này nè, cả nhà ngồi nướng khoai với ngô, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả vui lắm. Tôi nói xong, thì quay qua nhìn Lâm, tôi thấy khuôn mặt anh trầm lặng xuống, rồi anh hỏi, vui lắm à? Ừ, vui lắm, mà tôi quên, anh là trai thành phố, chắc không biết cái cảm giác đó. Ừ, Tôi nhìn dáng vẻ của anh lúc đó, tự nhiên thấy thương thương, cảm giác anh bị cô độc sao ấy. Mãi sau này, tôi mới biết cuộc đời anh ngoài tiền và địa vị ra thì cực kỳ tẻ nhạt, kể cả mỗi khi gặp bố mẹ cũng không có cảm xúc mấy. Một bữa cơm gia đình quây quần tâm sự với nhau là bình thường với mọi nhà thì đối với anh là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nói chuyện thêm với là một lúc nữa thì mắt tôi bắt đầu díu lại. Nhìn sang thấy Lâm vẫn đang ngồi ăn nốt củ khoai vừa nãy tôi đưa. Có vẻ nó hơi khó ăn nhưng anh lại không nỡ bỏ. Tôi ngồi lặng yên không nói gì nữa. Thế rồi tôi nhắm mắt ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến lúc nghe tiếng gà gáy tôi mới chợt giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ta thấy đầu tôi dựa hẳn vào một bên cánh tay anh. Còn Lâm thì ngồi yên không cử động cho tôi dựa vào. Ôi tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất. Tôi dối rít bật dậy, ngồi thẳng người đỏ mặt không dám nhìn thẳng anh. Vô thức tôi còn đưa tay lên khóe miệng giống như kiểu sợ trong lúc ngủ có chảy rớt rãi gì không. Lâm khẽ cười, nụ cười này không biết có ý gì mà cứ thấy bất an. Anh thản nhiên bảo, cho thuê một triệu chỗ dựa đấy. Một triệu? Anh định cướp của giết người à? À, nó rất rẻ so với 20 triệu lần đầu. Cái tên chết tiệt này lại nhắc đến nỗi khổ cả đời tôi không quên đấy. Tôi ấm ức quá mới bảo, đưa số tài khoản đây tôi chuyển khoản luôn cho ừ ừ thì đọc số tài khoản đi tôi không nhớ khi nào nhớ rồi tôi bảo sau lâm vừa dứt lời thì một giọng người phụ nữ vang lên ôi trời cô cậu chúng tôi cùng quay đầu lại thì thấy vợ của trưởng bà đang đứng trước mặt chắc bà vừa mới dậy đã thấy chúng tôi ngồi đây nên về mặt ngạc nhiên vô cùng tôi vừa ngượng vừa luống cuống giải thích thì bà nói tiếp à tôi biết rồi cô cậu là người yêu của nhau đúng không Dạ không phải đâu ạ à. Tôi vội vàng giải thích thôi cô không phải ngại đâu Tôi là người từng trải tôi hiểu mà rõ ràng lúc ăn cơm tôi thấy cô nhìn cậu đây hoài mà tôi vừa mở miệng trả lời thì giọng Lâm đã chen ngang vậy cô thấy tụi cháu đẹp đôi không hả à? đẹp lắm cậu Dạ cảm ơn cô à mà cô dậy sớm vậy định làm gì hả Có cần cháu phụ không thôi không cần đâu cậu cô cậu cứ tiếp tục đi Nói xong vợ trường bản bước đi, tôi cũng nhanh chóng trở về phòng. Vì sợ lát nữa mọi người thức dậy nhìn thấy tôi bên cạnh Lâm lại hiểu lầm giống như vợ trường bản. Sáng hôm đó, đoàn chúng tôi sau khi ăn sáng xong thì lại tiếp tục hành trình đi phát quà. Tới tầm 10 giờ trưa thì cả đoàn lên xe đi tới trại trẻ Mộc Châu. Ở đây có 68 em mồ côi, trong đó có ba trẻ khuyết tật. Khi thấy chúng tôi đến, nhìn mấy đứa mắt ngây thơ vui mừng vỗ tay chào đón chúng tôi mà khiến lòng tôi nhói lên một cái tại sao nhìn những đứa trẻ đáng yêu như vậy mà có những bố mẹ nỡ lòng nào bỏ con vô thức tôi lại đặt tay lên bụng mình như một thói quen tôi tự nhủ rằng dù sau này có ra sao tôi cũng phải chăm sóc con thật tốt dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con chúng tôi chia quà cho những đứa nhỏ sau khi nghe hoàn cảnh những em bé ở đây Lâm quyết định hàng năm sẽ gửi tiền về tài trợ cho trại trẻ. Cán bộ quản lý trại trẻ nghe vậy, vui mừng liên tục cảm ơn Lâm và mọi người. Vì lúc đến đây cũng 12 giờ rồi, nên mọi người quyết định sẽ nấu cơm ở đây ăn cùng những đứa nhỏ một bữa cho nó có kỷ niệm. Tôi và cái trang cùng mấy chị lăng xăng trong bếp phụ hai cán bộ. Tuy thời gian này tôi đã bớt ngén hơn trước, nhưng hôm nào cơ thể mệt lạ vẫn có dấu hiệu ngén khi ngửi đồ quá nhiều dầu mỡ cái chàng thấy tôi lợn oẹ cổ họng nên nhắc thôi sắp xong rồi đi ra ngoài đi không mọi người biết ừ vậy tao ra ngoài trước nhé tôi nói mọi người làm nốt rồi ra ngoài tôi thấy lâm đang ngồi một mình dưới gốc cây mấy đứa tầm 4 năm tuổi hùa nhau chạy tới chỗ anh nắm tay anh lắc lắc chú ơi chơi với bọn cháu đi cái ông lâm này bình thường thì lạnh lùng đến người lớn còn sợ ấy thế mà chẳng hiểu sao đi đến đâu cũng được sự chú ý của mấy đứa trẻ con Lâm nhìn lũ nhỏ nhẹ nhàng bảo, bây giờ các cháu muốn chơi gì? Cháu muốn chơi bắn bi. Bé trai nói, cháu muốn chơi nhảy dây. Bé gái nói, tôi nghe tới đây không tự chủ được mà bật cười thành tiếng. Nhìn vẻ mặt Lâm thoáng chút lúng túng, anh cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cả, ngược lại còn rất dịu dàng. Được, chơi cái gì cũng được, nhưng trước tiên phải no bụng đã, bây giờ các cháu xòe tay ra cho chú xem nào. Thế là từng đứa một, bắt đầu xòe tay ra trước mặt anh anh bảo tay ai cũng bẩn thế này nếu trước khi ăn cơm mà không rửa tay thì sẽ bị con run đục bụng dẫn tới đầu bụng các cháu có muốn đau bụng không dạ không mấy đứa lắc đầu đồng thanh nói vậy bây giờ theo chú đi rửa tay nói xong Lâm đứng dậy dẫn mấy đứa nhỏ đi về phía vòi nước tôi nhìn cảnh này cứ như anh dẫn đàn con thơ của mình vậy ấy bây giờ tôi lại càng hiểu rõ có thể bình thường Lâm Nghiêm khắc và lạnh lùng khó gần vậy thôi, nhưng sau này có lẽ anh sẽ là người cha tốt. Nghĩ đến tương lai của anh, tôi lại nghĩ đến tương lai của con mình. Nhiều lúc tôi cũng rất muốn nói cho anh biết sự xuất hiện của đứa nhỏ, nhưng sau cùng tôi lại sợ vì cái bóng của người thứ ba quá lớn, vì chính tôi cũng là một nạn nhân của người thứ ba. Chờ đó, vì cơ thể mệt mỏi cộng với có mấy món nhiều dầu mỡ, nên tôi ngửi thôi đã thấy lợm cổ lợm họng muốn ọe sợ mọi người phát hiện nên tôi đành tranh đi cho xúc cháo cho hai em bé nhỏ nhất cũng là hai em bé bị khuyết tật cán bộ thấy vậy cứ bảo tôi để tôi cho hai bé ăn cho cô ra ăn cơm cùng với mọi người đi dạ thôi em không đói chị ạ à. chị cứ để em mấy khi em mới có dịp lên thăm các cháu nói mãi thì chị cán bộ mới chịu để tôi làm mọi người cũng dụ tôi ăn nhưng tôi đều lấy lý do không đói chỉ duy nhất mình lâm tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm tới tôi tự nhiên lúc đó tôi lại thấy tủi thân kiểu gì ấy mà tôi cũng thấy từ lúc tôi mang thai tôi thay đổi hẳn hay suy nghĩ với quái đản hơn rõ ràng lâm có là gì với mình đâu mà mong người ta quan tâm mình nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng không nhịn được chửi thầm anh vài câu trong lòng đồ vô tâm đồ không có tình người ăn xong phụ nữ thì đi rửa bát đàn ông thì đi tham quan xung quanh tôi thì ngồi trông hai bé thế rồi bất ngờ một giọng nói vang lên ngay sát bên tai làm tôi giật cả mình này mẹ ơi tôi quay lại thì thấy lâm đang ngồi ngay phía sau anh chia ra một chiếc bánh mì ruốc với hộp sữa tươi đưa cho tôi tôi nhíu mày nhìn anh rồi nhìn xuống tay anh giả bộ hỏi đưa cái này cho tôi làm gì để ăn chứ để làm gì tôi không ăn đâu tôi vừa dứt lời thì lâm đặt bánh mì lẫn sữa vào lòng tôi rồi bảo ăn đi tôi biết thừa cô đang đói nói xong anh đứng dậy đi chỗ khác tôi nhìn theo bóng lưng anh trong lòng bùng nổ cả đống cảm xúc vừa vui vừa cảm động và cả một loại cảm xúc mang tên ân hận vì đã lỡ trách nhầm anh sống mũi tôi lập tức cay cay tôi bóc bánh mì ăn với sữa cũng may vừa ăn xong thì mọi người đến lâm bảo mọi người Lẽ ra chúng ta còn phải đi đến một trại trẻ nữa, nhưng mà tôi lại có việc gấp phải trở về Hà Nội, vậy nên mọi người về sau nhé, tôi về trước." Lâm vừa dứt lời thì cái Trang đã lanh chanh nói, "Vậy xếp cho Duyên quá giang về cùng mới, nhà bạn em cũng có việc gấp xếp ạ. À? Em cũng đang không biết làm sao để bắt xe cho nó về trước. Ôi mày quá." Tôi ngớ người, liếc mắt nhìn Trang, nó nháy mắt với tôi. Tôi nghĩ chắc nó đang sợ cho sức khỏe của tôi và em bé nên mới nói vậy. Anh Nhật thấy thế mới hỏi, luật sư Duyên, em có việc gấp sao? Tôi không muốn nói dối, nhưng Trang đã nói vậy rồi, tôi làm sao, dám nói khác đi. Hơn nữa, tôi cũng sợ sức khỏe của mình sẽ ảnh hưởng tới con nên gật đầu. Dạ, vâng ạ, nhưng mà thôi không sao, nếu không tiện xếp cứ về đi trước cũng được. Tôi cứ nghĩ với tính cách của Lâm sẽ trả lời ừ một tiếng rồi thôi, nhưng không ngờ anh lại bảo nếu cô không ngại thì về cùng tôi thế là tôi quyết định đi cùng lâm về hà nội luôn chiều hôm đó trên đường về chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau các bạn cứ nói với nhau vài câu lại thành cãi nhau do đêm qua gần như thức trắng cả đêm nên cơ thể tôi có chút rệu dạo cuối cùng tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết trong lúc tôi ngủ tôi có cảm giác như ai đó đắp thứ gì đó lên người mình khiến mình ấm áp hơn nhưng đến khi tôi tỉnh dậy thì không có gì cả xe cũng dừng trước cổng chung cư tôi ở tôi giật mình ngồi thẳng dậy hỏi lâm về đến nhà lâu chưa anh cũng mới một lúc thôi sao anh không gọi tôi dậy thấy gáy khỏe quá nên không nỡ gọi lâm cố tình trêu chọc tôi khiến tôi xấu hổ muốn độn thổ cái tên chết tiệt này thay vì dùng từ gáy thì anh ta có thể bảo tôi ngủ khỏe quá cũng được mà tôi khẽ lườm lâm một cái rồi nhìn ra bầu trời đã chuyển đen. Sau đó tôi bảo, cảm ơn nhé, tôi vào trong nhà đây. Ừ, tôi bước xuống xe, không biết có phải do tôi ảo giác không mà bước vào trong thang máy rồi, vẫn thấy mùi thơm nước hoa của Lâm thoang thoảng đâu đấy. Tôi cúi xuống, ngửi vai áo mình, đúng là có mùi nước hoa của anh. Tôi không biết Lâm dùng nước hoa của hiệu gì, nhưng mà mùi hương nó cuốn lắm, không nồng quá, cũng không nhạt quá. Nhà tôi ở tầng 6 của chung cư Lúc bước tới cửa tôi đã cảm giác có gì đó không ổn Nghe tiếng loạt xoạt trong nhà Mới đầu tôi nghĩ bụng là trộm Nên bước từng bước gión rén quan sát Sau không thấy gì cả Tôi mới có thể yên tâm được một chút Nhưng rồi bất ngờ Giọng nói khản khản vang lên Em về rồi à Tôi giật mình quay lại đằng sau Tôi thấy Việt đang đứng sững sững trước mặt mình Anh ta còn nở nụ cười khi thấy tôi nữa Tôi sửng sốt hỏi Sao anh lại vào được đây? Em vẫn chưa đổi mật khẩu khóa nhà nhỉ? Chắc là vẫn mong anh quay về đúng không? Tôi chẳng buồn quan tâm đến mấy lời điên khùng của Việt. Có chút bực bội lên tiếng. Anh đúng là bệnh. Anh nghĩ tôi sẽ tiếp một người như anh. Phải rồi, em không tiếp một người như anh vì em có mối ngon hơn đúng không? Không liên quan đến anh. Tôi vừa dứt lời thì bất ngờ Việt xông về phía tôi rồi ôm chặt lấy tôi nếu mà là ngày trước với cái ôm ấm áp này tôi sẽ thấy rất hạnh phúc nhưng bây giờ tôi thấy nó thật ghê tởm lâu lắm rồi tôi vào việt không đụng chạm tôi đã hoàn toàn quên mất cảm giác trong vòng tay anh ta thậm chí hương nước hoa anh ta dùng tôi từng thích nhưng bây giờ lại thấy khó chịu tôi điên cuồng đẩy việt ra nhưng anh ta ôm chặt quá không nhúc nhích được nên tôi gào lớn buông tôi ra hay mình quay lại đi em đừng yêu ai khác ngoài anh ảnh màu buông tôi ra buông ra anh không bỏ anh biết em vẫn còn yêu anh người tôi ngay lập tức sởn gai ốc khi nghe việt nói vội vàng dùng hết sức đẩy anh ta ra rồi bỏ chạy tôi biết việt đang mất kiềm chế tôi mà cố chấp ở lại đây cãi nhau với anh ta thì không biết hắn sẽ điên rồ cỡ nào tôi vừa xoay người về hướng cửa thì ai ngờ việt chặn rồi khóa cửa lại tôi hét toáng lên anh làm cái gì đấy mở ra em định đi đâu hôm nay anh sẽ ở lại đây với em, em không sướng à? Tí nữa em chiều anh xong, ngày mai chúng ta sẽ quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh bị điên à? Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ báo công an bây giờ. Tôi vừa nói vừa run rẩy thấy tâm tình của Việt đang rất thất thường. Ánh mắt của anh ta thể hiện rõ dục vọng đang bùng cháy. Tôi định rút điện thoại ra gọi cho người đến cứu, thì anh ta đã lao lại, giật lấy điện thoại trong tay tôi. Em định gọi ai? Tôi nói cho em biết, chỉ cần tôi còn sống một ngày mà chưa sơi được em thì tôi sẽ không cho em và bất kể một thằng đàn ông nào khác được tốt lành. Bây giờ thì em hét to lên, tôi biết cái nhà này cách âm rất tốt, em hét khàn cổ thì hàng xóm cũng không nghe thấy đâu. Tốt nhất là em nghe anh phục vụ anh đêm nay, hai ta cùng vui. Nghe từng câu từng chữ Việt nói mà tôi tẩm lợm muốn nôn, hắn ta không phải vì còn yêu thương gì tôi, chẳng qua là đang tiếc yêu nhau lâu như vậy mà chưa sơi được tôi mà thôi. Chắc Việt nghĩ tôi bây giờ vẫn còn trong trắng nên bất cần sơi cho cố. Tôi dù lòng đang run sợ lắm nhưng vẫn gào lên. Thẳng điên, uổng công bà mày trước từng yêu mày. Mày có mau cút khỏi đây không? Tao thả phơi khô cả đời cũng không thèm cho mày đâu. Bị tôi chửi thẳng mặt nhưng Việt vẫn cười lớn nói lại. Ồ, mới xa anh có mấy tháng mà miệng lưỡi em cũng kinh đấy em cứ chửi đi Chửi chán rồi tí nữa Lại cùng anh vui vẻ Em yên tâm Kỹ thuật của anh tốt lắm Có khi anh lại cho em Sinh cho anh thẳng con trai Đồ biến thái cút ra Cấm lại gần đây Tôi vừa nói vừa lùi lại phía sau nhà Để tìm cái gì đó có thể đe dọa được anh ta Thế nhưng chưa kịp tìm được gì Thì anh ta đã lao đến Vật tôi xuống ghế sofa Đè chặt lấy tôi cười khoái chí nào, để anh chiều em nào. Cút ra, cút ra, đổ khốn. Tôi vừa gào vừa ôm bụng mình vì sợ anh ta sẽ huýt mạnh vào bụng mình mà ảnh hưởng tới con. Lần đầu tiên tôi thất thần với Lâm cũng không kinh tởm bằng sự đụng chạm hôm nay với Việt. Tài Việt làm tôi khó chịu, tôi vừa bất lực vừa điên quá. Chợt nghĩ ra, cò chân đạp cho nó một cái. Cả người Việt bất ngờ khựng lại vẻ mặt đau đớn cùng ánh mắt bừng bừng giận lửa nhìn tôi anh ta nghiến răng nghiến lợi nói còn đĩ này mày làm cái gì đấy tôi cứ tưởng sau khi việc đau đớn sẽ buồn tôi ra nhưng không anh ta càng điên tiết lao vào tôi như hổ đói lúc đó tôi tuyệt vọng quá nên nước mắt cũng rơi từ bao giờ đúng lúc tôi bị việt xé áo thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa mở cửa là giọng của lâm tôi định lên tiếng thì Việt đưa tay bịt mồm tôi lại. Tôi ư a à dưới sự khống chế của Việt. Sau một hồi đập cửa thì cuối cùng bên ngoài cũng yên lặng hẳn. Tiếng bước chân vàng lên. Việt nghĩ Lâm đã rời khỏi nên mới từ từ bỏ tay ra khỏi miệng tôi. Tôi vừa phát ra âm thanh kêu cứu thì Việt định bịt mồm tôi lại tiếp. Nhưng lần này tôi đã kịp thời nhắm chúng tay anh ta mà cắn một cái đau điếng. Tôi không biết Lâm đi chưa nhưng tôi giống như kiểu sắp chết đuối mà vớ phải phao cứu sinh nên dùng hết sức gào lớn lâm ơi cứu tôi với tôi vừa dứt lời thì tiếng đạp cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập mấy phút sau bên ngoài vọng ra một tiếng rầm rất mạnh cửa mở tung ra lâm từ bên ngoài chạy vào thấy tôi đang bị việt giữ chặt để kéo vào vòng trốn thì ánh mắt anh thoáng qua tia ngạc nhiên sau đó mặt lập tức lạnh băng anh như phát điên xông tới đạp cho việt ngã chồng chờ xuống đất rồi sau đó lại đấm liên tiếp vào mặt việt Thằng chó này, tao đập chết cụ mày bây giờ. Tôi thấy Lâm đánh Việt một hồi không có ý định dừng lại nên nhanh chóng lôi anh ra khỏi người Việt. Không phải là tôi xót cho tên Việt mà tôi sợ Việt có bệnh hệ gì thì tội cho anh. Lâm thấy tôi ngăn cản còn cáo với tôi anh quát lớn, buông tôi ra. Thôi được rồi, đủ rồi. Buông ra, tôi đập chết cụ nó luôn. Đủ rồi, hắn ta không đáng để chết trong nhà tôi đâu. Tôi nói đến đây thì Lâm mới dừng hẳn hành động việt bị lâm đánh chắc cũng xây sở mặt mày anh ta lảo đảo bỏ dậy nhìn chằm chằm lâm rồi hỏi mày là thằng nào tao đang vui vẻ với người yêu tao mắc mớ gì mày xen vào ai là người yêu mày hả thằng chó là nó mày hỏi nó mà xem lâm quay sang nhìn tôi anh hỏi nó là gì của cô người yêu cũ việt thấy tôi nói thế thì lại cười đều đắc ý tôi nhìn anh ta uất ức lên đến tận cổ mắt ngấn lệ nói nhưng bây giờ thì anh ta không còn xứng đáng làm con chó cho nhà tôi. Việt nghe vậy, mặt đỏ phừng phừng giận dữ nhìn tôi, anh ta rít lên, cô giỏi lắm. Thế rồi anh ta nhìn Lâm, chắc biết sức mình không đánh lại Lâm nên sau đó quyết định bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta còn quay lại bảo, thẳng danh, tao nói cho mày biết. Tao ngủ với nó chán rồi, sời nó nát rồi, giờ mới tới lượt mày. Thằng chó này, khi đó tôi thấy mắt lâm long sòng sọc, sọc đỏ lên anh siết chặt tay định ra đấm việt thì tôi ôm anh lại anh quát bỏ ra không tôi không bỏ anh đừng đánh nữa đánh thế đủ rồi đối với một thằng khốn như thế mà cô vẫn thường tiếc à không tôi không thường tiếc tôi chỉ sợ làm bẩn tay anh lúc này tôi mới cúi xuống nhìn tay lâm đã bị sưng đỏ tôi vội vàng bảo tiếp tay anh sừng đỏ rồi có đau không để tôi lấy thuốc bôi lâm đưa mắt xuống nhìn tay mình thản nhiên nói không sao để tôi lấy thuốc bồi cho anh đỡ sưng tôi bảo không sao không cần rắc rối tôi im lặng không nói gì một lát sau đó lên tiếng cảm ơn anh nhé tôi đánh hắn không phải vì cô tôi ngứa mắt hắn với hắn chửi tôi quen lâm mấy tháng nay tôi biết thừa nhiều lúc rõ ràng anh giúp mình nhưng lại không cần cảm ơn cứ tỏ vẻ mình là người lạnh lùng không lo chuyện bao đồng tôi biết vậy nên hỏi câu khác Vậy sao anh lại lên đây tìm tôi? Cô để quên đồ dưới xe tôi. Nói rồi, Lâm móc chiếc căng tay trong túi mình đưa cho tôi. Tôi lén để ý mắt anh, nhưng khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi thì tôi lại vội vàng quay đi hướng khác. Cảm ơn anh nhé, không có gì. Anh đói không? Tôi nấu cái gì anh ăn nhé. Không cần, rót từ cốc nước. Tôi gật đầu đi rót cho anh một cốc nước, Lâm uống một ngụm rồi đặt mạnh cốc xuống bàn mắt nhìn chằm chằm vào tôi dường như đang có gì muốn nói cuối cùng anh không nhịn được liền lớn tiếng hỏi sao mà ngày trước cô lại yêu được cái loại đàn ông như thế nhỉ mắt cô bị sao đấy thì ngày trước anh ta đâu có như thế yêu nhau lâu không lâu mắt cô đúng là bị đuôi tôi lại bị chê mắt có vấn đề lần nữa tôi điên quá nghiến răng bảo đã bảo ngày trước anh ta không có thế thế sao hắn ta vào được nhà cô từ lúc này giống như bị tra khảo khẩu cung ấy Nhưng thôi Dù sao anh ta cũng cứu tôi Nên tôi không thèm cao có tôi đáp Tôi quên chưa đổi mật khẩu nhà Mày thay luôn ổ khóa khác Tôi biết rồi Thế rồi nói thêm vài câu nữa thì Lâm về Trước khi anh ra khỏi cửa Còn dặn tôi đóng cửa cẩn thận Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng lên giường ngủ Sau chuyến đi từ thiện vừa rồi Tôi không biết phải là Tôi tự ảo tưởng hay không Mà tôi lại có cảm giác Lâm ít nhiều cũng quan tâm tới mình. Không biết sự quan tâm đó có ý nghĩa gì, nhưng ít ra anh không đến nỗi lạnh lùng với tôi như đối với những người khác. Tôi nằm được một lúc thì thấy Facebook thông báo Nguyễn Hoàng Lâm gửi yêu cầu kết bạn. Tôi giật mình, ấn vào ảnh đại diện xem thử. Đúng là Lâm, ông xếp khó tính của tôi. Cách chơi Facebook cũng một phần thể hiện tính cách con người. Trang cá nhân của Lâm không có gì cả, ngoài duy nhất một bức ảnh đại diện và một bức ảnh bìa nhạt nhẽo như con người anh vậy mà có điều kỳ lạ cái ông này facebook nhạt nhẽo vậy mà cũng sương sương mấy ngàn like trên một bức ảnh sau một hồi dạo vòng quanh facebook anh thì tôi ấn yêu cầu đồng ý kết bạn vừa xác nhận chưa được bao lâu thì tin nhắn lầm hiện đến chưa ngủ à vẫn sớm mà ngủ sớm đi mai đến công ty cả núi việc đấy tôi biết rồi mà tay anh còn đau không đến đây thì lâm không trả lời lại nữa tôi chờ một lúc không thấy nhắn lại thì cũng thiếp ngủ luôn sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy cái trang ở nhà tôi ngạc nhiên hỏi ơ mày về khi nào đấy tào về nửa đêm qua lẽ ra về sớm nhưng mấy ông bà còn rủ nhau đi ăn dê núi mà mày đêm qua ngủ mơ cái đích gì mà cười như hâm dở thế thực ra đêm qua tôi mơ thấy mình và lâm dắt tay nhau đi vào lễ đường khung cảnh đám cưới khi đó như thế nào tôi vẫn nhớ rõ một một thậm chí bộ váy tôi mặc ra sao nét mặt của anh thế nào tôi vẫn nhớ rất rõ anh cùng tôi trao nhẫn cùng nhau cắt bánh kem cùng nhau uống ly rượu rào bồi mọi thứ cứ như vừa trải qua ngoài hiện thực trong mơ tôi đã rất hạnh phúc nhưng đáng tiếc khi tỉnh dậy thì sự thật đó chỉ là một giấc mơ do tôi tưởng tượng ra mà thôi tôi không dám kể cho cái trang biết tôi nói dối nó mờ thì tao làm sao mà nhớ được mà thôi tao đi làm đây ừ mà lâu rồi không đi siêu âm đi đi xem thế nào tao biết rồi vừa đến công ty tôi lắc đầu cho tỉnh táo rồi mới ngồi xuống bàn làm việc vừa bật máy tính lên thì nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa linh cầm một sấp tài liệu kèm theo một túi đồ gì đó hôm nay thái độ với tôi khác một trời một vực hôm trước dịu dàng như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy chị duyên đi làm rồi hả em có mua đồ ăn sáng cho chị đây chị ăn xong rồi mới làm nhé mới đi xa về chắc còn rất mệt ơ ờ, sao em lại mua đồ ăn sáng cho chị làm gì hồi sáng em thấy chị ăn cái bánh mì nên tiện mua đồ cho sếp thì mua cho chị luôn tôi nghi hoặc nhìn linh không biết lý do gì khiến cô ấy thay đổi thế tôi mỉm cười lịch sự nói cảm ơn em nhưng lần sau lo cho sếp là được em ạ à. không cần lo cho chị để em mua đồ ăn sáng cho chị chị ngại lắm không sao chị ăn đi cho nóng ban đầu tôi còn cứ nghĩ chắc linh đang cảm thấy có lỗi việc lần trước với tôi nên hôm nay làm vậy để muốn chị em vui vẻ với nhau nhưng đến khi lâm bước vào phòng thì tôi mới hiểu ra lý do thực sự cô ấy đang muốn chứng tỏ trước mặt lâm mình là một người rất chu đáo và biết nghĩ cho người khác có lẽ là đang cố gắng lấy điểm trong mắt anh, trên môi em ấy luôn giữ một nụ cười dịu dàng. "Sếp đến rồi à? Em có mua đồ ăn sáng cho sếp mua luôn phần chị Duyên rồi. Hai người đi từ thiện về chắc mệt lắm." "Cũng không mệt lắm. Dạ, thực ra em cũng muốn đi lắm, nhưng mà gia đình lại có việc, không phải là em sợ khổ hay gì đâu." "Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn em." "Dạ vâng." Nói xong, Linh quay lại chúc tôi ăn ngon miệng rồi mới rời khỏi phòng. Sau khi Linh đi khỏi thì Lâm bảo tôi Có nhiều hợp đồng cần gấp nên cô tăng ca nhé Nếu là bình thường tôi chẳng ngán ngẩm gì mà đồng ý luôn Nhưng bây giờ tôi đang mang thai Việc thức khuya cũng sẽ ảnh hưởng tới đứa bé Lâm thấy tôi lưỡng lự Chắc nghĩ tôi sợ tăng ca không lương Nên liền nói Yên tâm đi tôi sẽ tăng 300% lương cho cô Hai ngày đi vừa rồi công việc ùn lại hơi nhiều Chịu khó chút Lâm nói vậy rồi thì tôi cũng chẳng còn lý do nào từ chối. Tôi đồng ý với anh. Thế là chiều đó tôi phải hẹn lịch siêu âm sang ngày khác. Tăng ca đến tận 11 giờ đêm. Tới mấy ngày sau cũng vậy. Đến ngày thứ tư tôi vừa soạn được nửa hợp đồng thì mệt quá nên gục xuống. Lúc sau tôi thấy một bàn tay đặt lên vai tôi. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Duyên, cô sao vậy? Tôi nửa tỉnh nửa mơ. Trong một giây phút không biết mơ hay thật tôi bỗng thấy người đào đó nhấc bổng mình lên rồi ôm mình thật chặt tiếng nói lần nữa vọng ra sao lại sốt thế này để tôi đưa cô tới viện tôi không biết mình đến viện bằng cách nào nhưng lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng màu trắng vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào hốc mũi khắp người tôi rệu dạo, như không có sức sống chắc có lẽ cơ thể bầu đã yếu cộng thêm mấy ngày tăng ca nên tôi đã bị kiệt sức mà ngất đi Lát sau cánh cửa phòng mở ra Lâm từ ngoài bước vào Anh nhìn tôi một hồi rất lâu mới nói Bác sĩ bảo cô bị kiệt sức Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn Cảm ơn anh Nhưng cô bị động thai đấy Tôi nhìn Lâm ngập ngừng chưa kịp nói gì Thì anh đã hỏi tiếp Duyên đứa bé này Có phải con của tôi không Câu hỏi của Lâm như một tia sét Đánh trúng người tôi Khiến tôi nhất thời đỡ đẫn đến cứng ngắc cả miệng lại anh nói rất rõ ràng dứt khoát thẳng thắn và không vòng vo vò. nhưng câu nói ấy lại như một tảng đá vô tình đè nặng lấy trái tim tôi nếu anh biết đó là con của anh thì sao anh sẽ bảo tôi đi đẻ đi rồi anh nuôi hay thế nào anh sẽ bỏ vợ sắp cưới để lấy tôi vì trách nhiệm hay là sẽ đợi tôi sinh con xong vất một cục tiền vào mặt rồi cướp lấy con tôi như các nhà giàu khác hay làm trên phim đêm ấy tôi với anh là một sự cố ngoài ý muốn đứa bé này đến cũng là ngoài ý muốn người anh yêu không phải là tôi mà bản thân tôi cũng không muốn là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác nghĩ vậy trái tim tôi lại từng hồi đau thắt lại tôi quyết định sẽ giữ bí mật này đến cùng tôi ngước mắt nhìn anh cố gắng bình tĩnh đáp anh bị điên rồi sao tôi với anh lại có con được đêm hôm ấy tôi với cô đã cùng với nhau ngủ với nhau có một đêm mà anh đã chắc chắn đó là con của anh à đứa bé này không phải con anh đâu nếu là con của anh thì tôi đã bắt đền bắt vạ rồi chứ chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội tốt thế tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh như khẳng định lời nói của mình là thật lâm cũng nhìn tôi hàng lông mày anh hơi nhíu lại ánh mắt thể hiện rõ vẻ suy tư gì đó không biết mọi người có từng nghe nói đến việc đàn bà không có máu trinh bao giờ chưa Tôi chính là như thế. Đêm đầu tiên với Lâm, nhưng tôi không biết tại sao lại không thấy giọt máu nào trên tấm ga trải giường. Mới đầu, tôi cũng hoang mang lắm. Về tìm hiểu trên mạng mới biết, có thể từ nhỏ đến lớn, tôi bị va đập mạnh vào đâu đó, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến mất trình. Nghĩ đến đây tôi đoán, Lâm chắc chắn sẽ tin hơn chuyện anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi. Thế rồi, anh hỏi lại, tôi hỏi cô lại lần nữa, có chắc đứa bé không phải con tôi không? Không, tôi đã nói rồi mà anh không tin nhỉ? Nếu anh không tin thì đợi tôi sinh đứa bé ra rồi xét nghiệm ADN ấy. Vậy là con ai? Lâm hỏi đến đây, tìm tôi bỗng chốc nhói lên một cái. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để che đi sự run rẩy Sau đó tôi bình tĩnh trả lời của tôi với người yêu cũ. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Lâm lập tức đổi sang trắng bệnh. Tôi thấy bàn tay anh khẽ xít lại dường như đang cố kìm nén điều gì đó khóe miệng anh bất giác cũng nở ra nụ cười méo dậy giọng nói cũng có chút thất vọng vậy à tôi ra ngoài mua cái gì cho cô ăn tạm cảm ơn anh lâm xoay người bước đi nhìn bóng dáng anh tôi thấy lòng mình không nỡ trải qua một khoảng thời gian tôi không dám chắc mình đã yêu anh chưa nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mình đã thích anh rồi tôi ngồi đó nước mắt rơi khi nhớ lại sắc mặt của anh vừa nãy Thế rồi, tôi lại bắt đầu ôm mộng tưởng, biểu hiện của anh khi đó là sao? Tại sao anh lại thất vọng như vậy? Có phải anh cũng mong đứa bé này là con của anh có đúng không? Tôi đặt ra một loạt câu hỏi trong đầu mình, nhưng sau đó, tôi lại phải vội vàng trấn an bản thân mình lại. Duyên ơi là duyên, mày đang nghĩ đi đâu vậy? Mày định ôm mộng ư? Duyên ơi, đã quyết định rồi thì không được hối hận, chính mày là kẻ bị hại vì người thứ ba, chẳng lẽ mày cũng muốn người khác đau khổ giống mày tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì một giọng nói dịu dàng vang lên ờ em tỉnh rồi à em thấy trong người như thế nào tôi ngước mắt nhìn lên một chị y tá đang nở nụ cười với mình trên tay chị ấy có cầm theo bình dịch truyền tôi cười nhẹ đáp dạ em thấy hơi mệt chị ạ à. ừm thích ăn gì bảo chồng mua cho ăn em ạ à. ăn nhiều vô để lấy dưỡng chất cho em bé em đang bị động thai đấy đi lại ít thôi nhé thời gian này cần phải nghỉ ngơi dạ vâng em biết rồi ạ à. chị y tá cười rồi thay bình dịch cho tôi sau đó chị lại nói mà bác sĩ y tá khoa này đang ngưỡng mộ em lắm đấy dạ sao lại ngưỡng mộ em ạ à? em có chồng vừa đẹp trai lại tâm lý khiếp lúc bế em vào đây chồng em cáu nhặng lên kêu phải khám gấp cho em tôi nghe xong người thẫn thờ mất vài giây vậy à chị ừ mà chưa kể Chồng em trong ánh mắt tỏ rõ vẻ yêu thương em luôn. Đời người phụ nữ mình lấy được chồng như vậy là may mắn lắm đấy em ạ. À. Mà chồng em làm nghề gì vậy? Cứ như tổng tài trong ngôn tình ấy nhỉ. Tôi đang định nói cho chị ấy biết Lâm không phải chồng mình, nhưng lời vừa tới cửa miệng thì anh từ ngoài bước vào, trên tay có cầm theo túi đồ và giỏ trái cây. Chị y tá thấy vậy dặn dò tới vài câu xong thì cũng rời khỏi phòng. Lâm đặt đồ xuống bàn rồi nói: cháo gà vẫn còn nóng đấy cô ăn luôn đi tôi chần chừ nhìn anh sau đó anh biết ý đổ cháo ra bát đàng hoàng để xuống trước mặt tôi tôi ăn cháo xong ngước mắt nhìn lâm vẫn ngồi đó thực ra lâm ở đây tôi cũng thấy rất vui nhưng mà anh cũng nhiều việc sức khỏe tôi cũng ổn rồi nên muốn anh về trước tôi bảo lâm hay là anh cứ về đi làm đi tôi ở đây được rồi ở một mình ổn không tôi ổn mà Lâm cũng chẳng thèm trả lời lại tôi nữa Sau đó im im đứng dậy Lúc Lâm vừa bước ra tới cửa Thì có một chị y tá tới bảo À anh đi mua thêm thuốc cho vợ nhé Đơn thuốc đây Tôi nhìn thấy chị y tá như trâu vớ được cọc Do chuyển nước đã lâu Tôi lại mới ăn cháo xong Nên bụng tức quá muốn đi vệ sinh Tôi dối rít bảo chị Chị ơi rút em bình truyền em đi vệ sinh đã được không Em mới thay bình dịch truyền mà Với lại không cần phải rút đâu bảo chồng cầm bình truyền theo ra nhà vệ sinh nhé nói xong chị y tá quay sang bảo anh anh cứ cho vợ đi vệ sinh xong rồi đi mua thuốc cũng được nhớ cầm cao lên không máu nó chảy ngược ra nghe vậy tôi tròn xoe mắt nhìn lâm lúc đó tôi ngại đến nỗi mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ lâm mà cầm bình truyền cho tôi đi vệ sinh thì chẳng lẽ tôi lại ôi mẹ ơi tôi không dám nghĩ đến vội vàng nói anh đi mua thuốc giúp tôi nhé Lâm ngẩn người nhìn tôi vài giây Rồi thản nhiên hỏi lại Thế không đi vệ sinh nữa à Tôi định từ chối nhưng càng lúc Càng tức bụng Cảm giác sắp tẻ ra quần rồi Nên tôi đành vứt sạch xấu hổ lý nhí nói Có nhưng mà Lời tôi còn chưa nói xong Thì Lâm đã đi về phía tôi Anh trực tiếp cầm bình chuyển cao lên cho tôi Đi tôi đưa cô đi Tôi cũng nhanh chóng bỏ xuống giường Tôi bước đi trước Lâm bước theo sau tôi bước một bước anh bước theo một bước vào đến nhà vệ sinh nữ tôi bắt đầu đỏ mặt rồi nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường chờ lầm đỡ xấu hổ tôi đánh tiếng gọi xem có ai bên trong không rồi mới bước vào một phòng và đóng cửa lại tất nhiên là tôi vẫn phải chừa một khe hở để dây chuyền lọt qua sau đó dùng một tay xử lý nhanh rồi mới ngồi xuống tôi sợ phát ra âm thanh nên mới đầu nín nhịn không dám buông thả bản thân xong xuôi tôi cùng cái mặt đỏ bừng bước ra ngoài lâm vẫn đứng đó mặt lạnh lùng không rõ cảm xúc gì tôi ngập ngừng nói cảm ơn anh nhé xong chưa xong rồi về thôi vâng sau đó lâm đi mua thuốc cho tôi mua xong anh quay trở lại phòng dặn dò tôi từng loại thuốc rồi cũng ra về nhìn bóng lưng anh khuất dần tự nhiên tôi thấy có chút hụt hẫng tôi nằm giường chán chê lại lướt điện thoại Khoảng tầm 30 phút sau thì tự nhiên tôi thấy cái trang lổ lổ từ ngoài cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi đã, đã hỏi tới tấp. Mày thấy trong người thế nào rồi? Sao làm việc kiểu gì để kiệt sức thế hả? Ờ, tao tưởng mày đang đi làm. Xếp lâm cho tao nghỉ để tới chăm mày đấy. Mà nghe nói đêm qua xếp ở bệnh viện với mày hả? Ừ, tao mang cành gà đến cho mày đấy. Với cả nước yến nữa, uống đi cho có sức. À, cả dâu tây mày thích ăn, Nghe nói bầu uống ngũ cốc tốt Cho nên tao mua luôn Trời ơi tao không sao mà Thấy bây giờ người cũng khỏe rồi Mày mua gì lắm đồ thế Tao mua cho mày đâu Tao mua cho con nuôi tao đấy chứ Mày chỉ hưởng ké thôi Tôi bật cười nhìn nó Thế rồi lát sau cái trang mặt nghiêm túc hỏi tôi Thế ông Lâm biết tin mày mang bầu rồi chứ Ừ biết rồi Ông có biết đó là con ông không Không tao không nói Còn hầm sao mày không nói thì tao không muốn làm kẻ thứ ba. Mày cứ lo nghĩ cho người khác, rồi có nghĩ cho con mày không? Sau này nó lớn, nó hỏi bố nó đâu, mày định trả lời sao? Tao... Tóm lại, cuộc sống này, mình không vì mình thì trời chu đất diệt. Tao nghĩ bố con nó cũng cần biết sự tồn tại của nhau. Khi nghe cái trang nói, tim tôi lại nhói lên lần nữa. Thực ra cái trang nói không hẳn là không có lý. Trong thâm tâm, đứa trẻ nào thì cũng cần đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Tôi biết rất rõ điều đó, nhưng khi đối diện với Lâm, tôi lại không đủ can đảm để nói ra sự thật cho anh biết. Thế rồi, tôi nhanh chóng gạt phát đi suy nghĩ trong đầu, lảng tránh sang một câu chuyện khác. Cái chàng thấy vậy, cũng chỉ biết bất lực lắc đầu thở dài nhìn tôi. Ở viện 5 ngày thì tôi được xuất viện về nhà, cái chàng vì lo lắng cho tôi, còn muốn xin ở lại theo dõi thêm, nhưng trộm vía sức khỏe tôi cũng tốt, thai cũng đã ổn định nên bác sĩ khuyên về nhà nghỉ ngơi cho thoáng. Về đến nhà, cái trang cũng đi làm, tôi thì xin nghỉ thêm mấy hôm nữa. Mấy hôm nay tôi không liên lạc với Lâm, vừa rút điện thoại ra muốn gọi cho anh thì đúng lúc có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa ra thấy một anh shipper, cho hỏi cô có phải là Phạm Hà Duyên không? Dạ, vâng đúng rồi anh. Cô có bưu phẩm, cô nhận rồi ký dùng tôi nhé. Tôi ngơ ngác nhìn anh ship, Rõ ràng bản thân có mua đồ gì đâu Mà lại nhận được bưu phẩm giờ này tôi hỏi lại Anh có nhầm không ạ? Tôi không đặt đồ Cô xem đúng tên cô và số điện thoại địa chỉ nhà đây không? Tôi nhìn thì đúng là tên mình Số nhà số điện thoại đều đúng Tôi gật đầu đáp À dạ đúng rồi cảm ơn anh nhé Ký xong tôi nhận đồ Lúc mở gói hàng ra mới biết Người ta gửi đến cho tôi một chiếc pizza Nhưng mà tôi không biết ai gửi cho mình luôn Không thấy tên người gửi Tôi nghĩ cái chàng sợ tôi ở nhà đói Nên gọi nó hỏi thì cũng không phải Tôi ngẫm nghĩ một lúc Mãi sau suy đi tính lại Mới thấy cái kiểu làm việc âm thầm này Chỉ có Lâm hay làm Tôi cầm điện thoại gọi cho anh Này anh mua pizza cho tôi hả Tôi vừa dứt lời Thì một giọng nói trong trèo từ đầu dây bên kia vang lên Anh Lâm đang họp ạ à. Tôi nhận ra giọng Linh Vội vàng tắt điện thoại giống như kiểu Vừa đi ăn trộm về ấy ngồi nhìn chiếc pizza một lúc tôi quyết định ăn trước đã mặc kệ ai tặng đi nữa thì cũng đang đúng cơn thèm mấy ngày ở nhà ngủ ngày nhiều nên buổi tối tôi hay bị khó ngủ hơn thường ngày tối đấy đang lướt facebook thì tôi nhận được tin nhắn của lâm gửi đến chưa ngủ à tôi chưa anh cũng ngủ muộn thế năm phút sau lâm gửi cho tôi bức ảnh chụp bàn làm việc của anh trên đó Bày đủ các loại giấy tờ, tài liệu các kiểu. Tôi thấy giờ qua hình như anh cũng đang soạn hợp đồng làm thay công việc của tôi. Lát sau tôi nhắn lại. Ờ, anh đang soạn hợp đồng à? Ừ, cô nghỉ rồi thì làm gì còn ai làm? Công ty còn luật sư tú nữa mà. Lâm không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi một câu khác. Cô khỏe chưa? Tôi khỏe rồi. Chắc một hai hôm nữa tôi đi làm lại. Cô và anh ta có quay lại với nhau không? tôi sững sờ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy trong lúc tôi chần chừ không biết trả lời thế nào thì lâm nhắn tiếp tôi cũng không ý gì đâu dù hai người có với nhau chung một đứa con nhưng anh ta không đáng tôi loài hoài một lát rồi thản nhiên soạn lại cảm ơn anh tôi biết mà tôi nghe nói bầu mà cảm cúm không tốt cô làm xét nghiệm níp cho chắc lâm càng nói lại càng khiến trái tim tôi như nhảy lên tận cổ có vẻ như anh rất có kinh nghiệm và hiểu biết Chẳng bù cho tôi Mang tiếng làm mẹ mà chẳng biết cái mô tề gì Tôi cũng lên mạng Xem xét nghiệm níp là gì Lúc đó tôi mới biết Xét nghiệm níp rất quan trọng Thế là sáng hôm sau tôi đã liên lạc với phòng khám tôi hay siêu âm Cũng may ở đó Cũng nhận làm xét nghiệm nên rất tiện Tôi lấy máu chờ đợi 5 ngày Thì có kết quả Vừa nhìn thấy tôi bác sĩ đã mỉm cười nói Sản phụ Phạm Hà Duyên làm xét nghiệm níp khi thai 11 về 5 đề. Kết quả xét nghiệm níp bao gồm 23 cặp nhiễm sắc thể không phát hiện bất thường. Tôi nhìn bác sĩ, nghe bác sĩ nói không phát hiện bất thường mà lòng tôi nhẹ bẫng một cái đầy sung sướng. Sau đó, bác sĩ nói tôi đang trong mốc 12 đến 13 về kép, có thể tiến hành siêu âm, đo độ mở ra gáy của bé. Tôi nằm lên bàn siêu âm Bác sĩ vừa đặt máy siêu âm vào bụng đã cười bảo u chà chà, giống bố rồi nhé Cô cậu hôm nay Bác sĩ nhìn rõ hàng họ rồi này Tôi ngước mắt nhìn lên màn hình Một giọt nước mắt vô thức rời xuống Vì quá đỗi hạnh phúc Tôi không quan trọng giới tính của con Trai hay gái đều được Miễn là con khỏe mạnh Siêu âm xong Bác sĩ chúc mừng tôi Rồi kê cho tôi mua thêm sắt với canxi Bước ra khỏi phòng khám mặc dù nhìn những cặp vợ chồng đưa nhau đi khám thai khiến tôi cũng có chút tủi thân nhưng mà không sao con tôi khỏe mạnh mới chính là động lực to lớn nhất của tôi trong chặng đường dài phía trước thời gian cứ thế trôi qua chỉ còn chục ngày nữa là tết cuối năm công ty lại càng bận hơn sáng đó tôi vừa bước vào trong sạch công ty thì đã thấy mọi người bàn tán ê luật sư duyên kia phải không ừ là cô ấy đấy nhìn xinh đẹp tài giỏi mà tiếc thật nghe nói đang bầu với bạn trai cũ nhưng bạn trai cũ không nhận nên quyết định sinh con một mình đấy đến khổ đúng là hồng nhan bạc phận ừ khổ thật từng lời mọi người nói rót vào tai tôi không thiếu một chữ nào tôi không biết sao mọi người lại biết tôi mang bầu mặc dù tôi biết bản thân bụng ngày càng sẽ to ra dù mặc quần áo rộng cũng không giấu được nhưng cái cảm giác khi nghe mọi người nói sau lưng nó khó chịu lắm tôi đem tâm trạng không vui bước vào phòng làm việc linh vừa thấy tôi đã khẽ cười rồi bảo mọi người đang đổ chị mang bầu đúng thật hả chị tôi nhìn linh ủa bộ phụ nữ mang bầu là điều kỳ lạ lắm hay sao mà nhìn tôi với ánh mắt đó tôi cũng không nề hà gì mà thừa nhận ừ chị mang bầu và chị là mẹ đơn thân em còn gì để hỏi nữa không à dạ không nhưng mà sao chị không quay lại với bố bé hả chị dù gì con cái có cả bố và mẹ vẫn hơn linh hình như không nghe rõ chị nói gì chị nói chị là mẹ đơn thân mà vâng em cũng muốn tốt cho chị thôi hình như biết tin tôi mang bầu nên linh vui mừng ra mặt chắc nghĩ tôi không còn cơ hội gì với lâm nữa tự nhiên tôi thấy thật nực cười tôi dạn lòng mình không thèm quan tâm nhiều nữa chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình thế rồi hôm ấy công ty tổ chức liên hoan hết giờ làm việc các phòng kéo nhau đi ăn rồi đi hát tôi vốn không có tâm trạng gì để tham gia tiệc tùng nên định không đi nhưng cái trang thì nhất quyết lôi tôi đi bằng được nó bảo lâu lắm mới có dịp đi đi cho vui về nhà làm gì cho buồn thôi tao không muốn đi đâu mọi người đi cả hôm nay nghe nói cả sếp đi nữa mày mà không đi là mọi người nghĩ mày khó tính đấy thế rồi mấy người đứng gần đó đều đồng loạt bảo tôi đi tôi không chối được nữa nên đành đồng ý đi cùng lúc đến nhà hàng mọi người chỉ lưu bu lấy lòng lầm, đặc biệt các nhân viên nữ đều cố tỏ ra mình đặc biệt để được anh ấy để ý nổi bật trong đó nhất vẫn là linh cối mặc chiếc váy hai dây đỏ nom quyến rũ và sexy vô cùng ai ai cũng uống rượu chỉ có mình tôi đang bầu bí nên không thích người mùi rượu bia ngồi chán chê tôi thấy trong người khó chịu bức bối nên tôi đành lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài một lát vừa đứng ở ngoài hành lang nhà hàng chưa được bao lâu thì bất chợt một giọng nói vang lên ờ lại gặp em rồi tôi quay người lại toàn thân sững sờ khi thấy việt chuyện hôm trước vẫn khiến tôi ám ảnh khi thấy việt tôi định lơ coi như không thấy anh ta rồi bước đi cho xong chuyện thì bất ngờ việt túm lấy cổ tay tôi giọng lẻ nhẹ ờ bây giờ có người yêu mới rồi nên khinh tôi thế hả anh bỏ tay tôi ra anh không bỏ đấy em định làm gì tôi chẳng cần phải làm gì với cái loại người khốn nạn như anh cả tránh ra không người khác hiểu nhầm người khác thấy thì sao tôi và em dù sao cũng mấy năm bên nhau chia tay cái em tuyệt tình vậy hả anh nghĩ cái loại người như anh đáng để người khác lưu luyến cái ngữ như cô thì cần gì tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi làm gì chia tay xong cô cũng cặp kẻ ngay với thằng khác đó thôi thế đã cho nó chưa tôi cày cú giảng có với Việt một hồi ở hành lang càng nghĩ càng ức mấy năm thanh xuân bên anh ta kết quả bị anh ta phản bội nhục nhã, tôi giận đến run người chỉ muốn bản thân có một sức mạnh to lớn để vùng được tay mình ra khỏi người Việt rồi tranh thủ cho Việt mấy cái bàn tay đúng cái lúc tôi không biết phải làm thế nào thì giọng Lâm vang lên buông cái tay mày ra khỏi người cô ấy vừa thấy Lâm, Việt khẽ nhách môi cười đều thẳng chó, lại là mày à Lâm không thèm trả lời mà trực tiếp xông tới đấm vào mặt Việt một cái đau đớn khiến anh ta loạn trọa lùi lại phía sau vài bước. Mặt Lâm hầm hầm sát khí khi nhìn Việt. Tôi thấy Lâm định xông vào đánh Việt tiếp thì vội vàng ngăn lại. Anh đừng, ở đây có mọi người, đừng đánh nhau. Việt bị Lâm đánh cay cú lắm nhưng không thể làm gì được. Anh ta loạn choạng đứng dậy rồi chỉ tay vào mặt Lâm. Thẳng chó, mày được lắm, để rồi ta xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Tao nói cho mày biết Con này chắc nó bị dị tận Nên mới giữ khừ khừ lần đầu tiên Tao mấy năm rồi Còn chưa rơi được Thì mày cũng xác định dần đi Bốp Việt vừa dứt lời thì Lâm đã đấm thẳng vào mặt Việt cái nữa Rồi anh hung hăng túm lấy cổ áo Việt Bình thường dáng vẻ anh đã lạnh lùng Lúc này lại càng lạnh lùng hơn bao giờ hết Anh nghiến răng nói Tao thấy xấu hổ Vì mày cũng là đàn ông Đã là một thằng đàn ông thì sống sao cho đáng mặt đàn ông đi. Cái loại đi lăng mạ người yêu cũ của mình như mày xứng đáng làm rác rưởi hơn là làm người. Mày nói ai rác rưởi Tào nói mày đó. Lâm có tí men rượu trong người nên càng nóng. Việt thì dù tức lắm nhưng đánh lại Lâm được một hai cái rồi. Không sức bật lại được nên Lâm đành chịu bất lực. Tôi thấy Lâm đánh liên tiếp vào Việt sợ quá nên vừa run vừa gào. Anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lâm không thèm trả lời tôi Cũng mày ngày sau đó Nhân viên bảo vệ của nhà hàng đi tới Rồi tới nhân viên công ty Nhân viên nhà hàng chạy tới nói vài câu Xin Lâm thì anh mới dừng tay lại Mọi người nháo nhào nhìn nhau Rồi hỏi thăm Lâm Anh liếc nhìn mọi người lạnh lùng bảo Mọi người vào trong tiếp tục đi Tôi đã thành toán Linh nghe vậy vội vàng đáp Anh cũng vào trong ăn cùng mọi người đi ạ Mọi người chờ anh nãy giờ Tôi bận rồi Nói xong anh bước đi thẳng về phía cổng, tôi đứng đó thất thần mãi, mọi người hỏi tôi nguyên nhân, nhưng tôi không biết trả lời sao, nên cứ đứng đực nhìn về phía cổng. Sau đó mọi người thở dài, quay trở về bàn ăn, cái chàng đứng bên cạnh lay lay tay tôi, xếp về rồi. Ừ, thế làm sao đấy? Tào ra ngoài hóng gió thì gặp Việt, lầm thấy Việt kéo tay với dị nhục Tào nên đã đánh Việt. Vậy là xếp bảo vệ mày đấy. Ừ. Thôi mày vào ăn với mọi người đi Tao không còn tâm trạng gì nữa Tao về trước nhé Ờ nhưng mà Thôi vào đi Nói với mọi người giúp tao vài câu nhé Chứ tao vào đó Tao cũng không ăn được gì Khách trang trần trừ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu Ừ thế về cẩn thận Thế là tôi ra cổng Bắt chiếc taxi về nhà Trên đường về tôi cứ nghĩ về Lâm Lúc ấy tôi cũng thấy ái náy nữa Bữa ăn hôm nay lẽ ra vui vẻ nhưng cuối cùng vì tôi mà mất vui hẳn. Đây là lần thứ hai Lâm đánh nhau vì tôi. Vừa nãy Lâm bị Việt đấm một cái, không biết có sao không. Tôi thở dài lấy điện thoại trong túi sách ra, nhắn cho anh một tin nhắn. Anh đang ở đâu ấy, có sao không? Tin nhắn gửi đi, nhưng tôi đợi mãi không thấy Lâm trả lời. Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại để chờ tin nhắn của anh. Cuối cùng khi chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, vừa trả tiền bác tài xế xong khi tôi quay ra đã thấy lâm đứng sừng sững trước mặt theo bản năng tôi giật mình hét lên một tiếng nhịp tim lúc này cơ hồ cũng tăng lên vài nhịp lâm lạnh lùng nhìn tôi anh nói chúng ta cần nói chuyện tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu vậy lên nhà rồi nói lúc bước vào trong nhà tôi thấy mặt anh có vẻ vẫn đang bực bội tôi thấy không khí đang dần căng thẳng nên phải hạ giọng hỏi tôi vắt cho anh cốc nước cam nhé không cần mặt anh hơi sưng kìa có đau không không sau đó tôi không biết hỏi gì nữa nên đành im lặng vài giây thế rồi bỗng dưng tôi thấy anh như đang cố gắng gồng mình kìm nén thứ cảm xúc gì đó anh ngước mắt nhìn tôi khóe miệng mấp máy khó nhọc hỏi vì sao tôi nhíu mày không hiểu anh nói gì nên hỏi lại vì sao cái gì cơ vì sao lại nói dối tôi nói nói dối vì sao nói dối đứa bé không phải con tôi? Tôi nghe đến đây sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như bị sét đánh trúng người. Nhưng rồi tôi cố gắng kìm nén cảm xúc xuống, bình tĩnh hỏi lại. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Hốc mắt lầm, bỗng chốc đỏ hoe. Nhưng anh không khóc, chắc có lẽ do anh kích động quá thôi. Cuối cùng, anh chẳng kìm nén cảm xúc thêm nữa mà quát lên. Duyên, đứa bé là con của tôi đúng không? Tôi giật mình ngước mắt nhìn lầm từng câu từng chữ từng ánh mắt anh nhìn như đang muốn lột hết lớp vỏ mà tôi ngụy trang đối diện với ánh mắt ấy tôi dù có muốn phủ nhận cũng đã hoàn toàn không đủ nhẫn tâm để phủ nhận lần nữa tôi không biết phải làm gì nhất thời cứ đứng trần trần một lúc viền mắt tôi cày cày thực sự nếu đứng đây nghĩ lâu thêm một lát nữa thôi là nước mắt tôi rơi xuống thật đấy tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để che đi sự run rẩy trong mình khẽ gật đầu đáp phải đứa bé là con của tôi và anh nhưng anh yên tâm tôi sẽ nuôi con một mình và không làm ảnh hưởng tới anh đâu lâm nghe tôi nói anh thoáng ngây người hàng lông mày rậm nhíu nhẹ lại cô định biến tôi thành kẻ vô trách nhiệm và tồi tệ đến thế sao vậy anh muốn làm gì tôi không muốn làm gì tôi chỉ muốn cùng cô chăm sóc con mà thôi lần này đến lượt tôi ngây người ra giọng lạc đi hỏi lại Vậy còn vợ chưa cưới của anh thì sao? Tôi không muốn anh vì trách nhiệm mà biến tôi thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Hơn nữa, chúng ta cũng không yêu thương gì nhau, đừng miễn cưỡng ép buộc bên nhau. Tôi nói xong thì liền quay mặt đi hướng khác, nước mắt tôi cũng đang trực trào ở khóe mi. Tôi sợ, lầm nhìn thấy tôi khóc. Lầm im lặng một lát, lúc anh vừa phát âm trả lời thì đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, tiếng cái chàng vọng lớn ê tao có mùa phở cho mày nè cả tôi và lâm đều giật mình sững sờ khi thấy cái trang mà cái trang khi ấy thấy sự xuất hiện của lâm trong nhà cũng giật mình không kém nó cười gượng gạo rồi lúng túng nói sếp cũng ở đây ạ à? ừ vậy hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ à, em xin phép khi cái trang định xoay người đi tiếp thì lâm bảo thôi cô mang phở cho cô ấy ăn đi tôi cũng có việc bận cần đi rồi nói xong Lâm đứng dậy bước đi Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn tôi một cái Khi Lâm đi khuất Tôi mới dám thở vào nhẹ nhõm một hơi Lâm đã biết tôi mang thai con của anh Tôi không phải kẻ ngốc Tôi chưa đến mức không nhận ra tâm tình của anh khi đó Nhưng mà lòng tôi vẫn còn chút mặc cảm Nên cứ cố gắng gạt đi Và nhắc nhở bản thân Không được hão huyền những thứ mộng tưởng xa vời Lúc này Cây trang cũng chạy đến chỗ tôi ngạc nhiên hỏi Này sao ông Lâm lại ở đây mà sao tao thấy thái độ của ông khang khác đừng nói với tao là ông đã biết sự thật rồi nhá tôi khẽ gật đầu liếc mắt nhìn thấy bờ vai của cái trang mà tôi chỉ muốn dựa vào ê ngồi xuống đây tao dựa vào một tí thế rồi cái trang lặng lẽ ngồi xuống bên tôi cả người tôi bỗng nhiên như bị ai đó rút cạn sức mệt mỏi dựa vào vai nó tôi thở dài nói sao về sớm vậy tao lo cho mày buổi tối ăn ít nên xin phép về sớm mua phở cho mày ăn đấy cảm ơn mày nhé lúc nào cũng tốt với tao còn hầm bạn bè với nhau đi nói mấy lời khách sáo thế ông lâm biết chuyện rồi thì tính sao ông có nói sẽ chịu trách nhiệm không nghe ý ông cũng muốn chịu trách nhiệm nhưng mà tao không hiểu sao lòng tự nhiên lại nặng nề quá ôi trời ạ à, ông chịu trách nhiệm là tốt rồi sao mày cứ nghĩ sâu xa thế nhỉ cuộc đời này phải nghĩ cho mình và người mình sinh ra Những thứ khác khó bỏ qua Hơn nữa mày cứ thử nghĩ xem Nếu như ông Lâm thực sự yêu cô gái kia sầu đậm Thì có thể dễ dàng buông tay vì mẹ con mày Tào Thế rồi cái Trang lại ngồi Nói một tràng đạo lý cho tôi nghe Có những câu nói của nó Làm tôi đang muốn khóc cũng phải bật cười 10 giờ đêm tôi mới đứng dậy đi ăn bát vở nó mua Ăn xong thì tôi mới đi tắm rồi lên giường ngủ. Dù đã dặn lòng, phải ngủ sớm, nhưng suốt đêm ấy tôi nằm mắt cứ thao thức, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Trời hôm nay rất ít sao, nhưng có một vì sao sáng nhất, nổi bật nhất. Tự nhiên, nó làm tôi liên tưởng tới lầm. Vô thức trong lòng tôi lại dấy lên nỗi buồn vô hạn và có cả những niềm ao ước xa vời. Tôi đã từng nghĩ đến cảnh cả nhà ba người chúng tôi hạnh phúc bên nhau, Nghĩ đến đó, trái tim tôi như muốn tan chảy vì ngọt ngào. Tôi nằm đó cả đêm, nhìn sắc trời dần sáng, lúc ấy tôi mới giật mình nhìn xuống màn hình điện thoại, đã điểm 4 giờ 30 phút. Tôi thở dài, lướt qua một vòng Facebook, tôi vẫn thấy Nick Lâm vẫn sáng đèn, bản thân rất muốn nhắn tin cho anh nhưng lại không biết nhắn thế nào. Tới khi trời sáng hẳn thì tôi mới lồm cồm bỏ dậy bước xuống giường, ăn sáng xong tôi đến công ty như thường lệ chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm nên tôi cũng cố gắng rồi nghỉ ngơi một thể trên đường tới công ty tôi suy nghĩ mãi không biết sáng nay sẽ đối diện với lâm thế nào nhưng đặt chân tới phòng làm việc rồi tôi mới biết lâm đi sang hàn có việc cấp từ đêm qua linh mang hợp đồng đến cho tôi sắc mặt không mấy vui vẻ chắc cô ta vẫn còn ấm ức chuyện vì tôi hôm qua mà lâm rời bữa tiệc sớm hơn linh bảo mấy hợp đồng này chị cứ soạn xong sẵn đi, khi nào xếp về rồi xếp đi ký. Em có biết bao giờ xếp về không? Tôi vô thức buột miệng hỏi. Linh nghe xong liền nhíu mày khó chịu nhìn tôi hách dịch nói. Chị cứ lo làm tốt việc của mình là được. Dạo này tôi công nhận mình cũng khác trước, nóng tính hơn nên khi thấy cái gì trướng mắt là tôi đốt thẳng. Này Linh, chị hỏi em rất bình thường, chị cũng muốn biết xếp khi nào về để còn nhanh chóng soạn hợp đồng cho xong chị xin lỗi khi đã làm em không hài lòng nhưng chị nghĩ em là thư ký cách cư xử cũng sẽ chuẩn chỉ hơn mọi người linh bị tôi nói thẳng thì tức lắm miệng cứng ngắc không biết cãi sao vì rõ ràng thái độ của cô ta sai quá sai sau cùng cô ta nói cảm ơn chị em sẽ giúp kinh nghiệm nói xong linh xoay người bước đi thời gian cứ như thế trôi thêm ba ngày nữa là tới ngày cuối cùng làm việc của năm tự nhiên mấy ngày không gặp lâm cũng không liên lạc với anh tôi nhận ra mình có chút nhớ anh rõ ràng tôi tự nhủ không được để bản thân yêu anh không được để bản thân nghĩ về anh nhưng cớ làm sao mỗi khi bước qua phòng anh chiếc ghế vẫn trống lòng tôi man mác buồn tôi chưa bao giờ có cảm giác mong ngóng ai thế này ngày trước yêu việt anh ta đi công tác suốt nhưng tôi vẫn thấy rất bình thường lần này tôi thấy khó chịu nôn nao một cách khó hiểu buổi chiều nhận lương và thưởng với quả cuối năm bất ngờ lâm xuất hiện trong bộ vest màu đen mới bước vào công ty ánh mắt lâm dừng lại ở phía tôi đầu tiên sau đó mới rời đi chỗ khác thấy lâm mọi người vui mừng đứng lên ồ ạt nói sếp ạ à, sếp về rồi lâm gật đầu nói mấy câu chúc mọi người đón năm mới vui vẻ chúc xong anh quay trở về phòng làm việc tôi cũng nán lại giao nốt hợp đồng cho anh tự nhiên hôm nay tôi thấy lâm hơi khang khác thái độ đối xử với tôi rất chừng mực không quá thân thiết giữa chúng tôi như có một bức tường ngăn cách làm cho tôi bỗng dưng hụt hẫng vô cùng nghĩ lại buổi tối hôm ấy tôi có cảm giác giống như một thứ mình rõ ràng đã sắp nắm trong tay rồi mà bị tuột mất là vì tôi suy nghĩ quá nhiều hy vọng quá nhiều hay là do tôi thật sự đã buông thả bản thân để khát khao cùng anh xây dựng gia đình giao hợp đồng xong cho lâm Tôi ngập ngừng nói Vậy tôi ra ngoài trước nhé Ừ tôi muốn chúc anh vài câu Nhưng mà lời tới miệng lại bị nuốt ngược trở lại Càng nhìn Lâm tôi càng cố gắng Muốn biết rốt cục anh đang nghĩ cái gì Nhưng đáng tiếc người như anh sầu như biển Có lẽ chẳng ai có thể đoán được nội tâm của anh Tôi quay trở lại phòng làm việc Sắp gọn đồ đạc Rồi lau dọn một chút là tới giờ tan làm Tôi uể oải sách túi quà ra ngoài cổng đợi cái trang sau đó cái trang vừa nhìn thấy tôi đã sung sướng nói má ơi lần đầu tiên ta đi làm lại vớ được công ty thưởng tết nhiều như thế ừ thả hồ mà mua sắm nhé ờ mày được nghỉ rồi tao phải đi quẩy ngay thế mày tính bao giờ về quê mày tao về ơ ờ, không ở lại đi shopping đã hả thôi cả năm mới có mấy ngày tết về nhà còn phụ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa với sắm sửa ừ cũng đúng Thế giờ đi làm bữa bút phơ không? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ăn xong tối đó, tôi về ngủ từ sớm. Ngày hôm sau, dọn qua nhà buổi sáng tới chiều là bắt xe về quê. Ngồi trên xe gần 2 giờ đồng hồ, thì tôi về đến nhà. Ở quê tầm này không khí Tết đã rộn ràng, các ngõ nhỏ đã treo đèn lồng đỏ. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã suýt xoa. Con bé này, sao dạo này gầy đi thế hả? có uống thuốc giảm cân gì không đấy? Tôi mỉm cười trêu lại mẹ. Mẹ thấy dáng con gái mẹ như người mẫu thế này thì uống thuốc giảm cân làm gì? Thế sao gầy thế hả? Nhìn xanh sao hẳn hay có ốm đau gì không? Dạ không, mẹ nhìn vậy thôi nhưng con cân vẫn thế mà. Mẹ nhíu mày nhìn tôi, tôi sợ mẹ hỏi thêm nên liền lạc tránh sang chuyện khác. Tôi giơ túi quả tết trên tay lên bảo, à mẹ xem này, năm nay tết công ty con vừa thưởng vừa tặng quà tết to trưa này con để lên bàn thờ trang trí cho đẹp nhé ừ nhưng mà cứ để đó mẹ làm cho mới về nghỉ ngơi đã dạ không sao con làm được mà tôi mỉm cười bước vào trong nhà chừng đổ lên bàn thờ xong thì ông nội tôi về vừa nhìn thấy tôi ông đã hỏi ơ duyên về rồi hả cháu thế tết năm nay về có dẫn cho ông thằng cháu rể nào về không Đấy tôi biết ngày mà Ông dường như mong tôi lấy chồng sớm lắm rồi Hai ba năm nay Năm nào ông cũng hỏi Tôi cười nhẹ đáp Dạ từ từ Rồi cháu dẫn cháu rể cho ông Năm nay ông cho cháu xin khất nhé Thế rồi tôi lại lù bu đi dọn dẹp cùng mẹ tới giờ ăn tối. Hôm đầu tiên về quê, hai đứa em tôi nhất định nặng nặng muốn tôi dẫn đi chơi. Loanh quanh khắp làng uống trà sữa một vòng, rồi tôi về đi ngủ. Về đến nhà, tôi mở điện thoại ra điều đầu tiên tôi hy vọng là nhận được tin nhắn của lâm nhưng mà vẫn không thấy tin nhắn nào dường như sau đêm ấy anh đã muốn tránh xa tôi nên tần suất liên lạc của chúng tôi đã không còn nữa mà càng thế thì tôi lại càng khó chịu không biết có con thì thôi biết rồi thì ít nhất cũng phải hỏi thăm con mình chứ không yêu thương mẹ nó cũng được nhưng ít nhất cũng phải yêu thương nó chứ ngày thứ hai ở quê Sáng sớm tôi đi chợ Tết mua đồ cùng mẹ Mấy bác ngoài chợ thấy tôi Liên tục hỏi thăm lương thưởng Rồi làm luật sư chắc lắm tiền lắm Rồi lại cả có người yêu chưa Có bác còn nhiệt tình bảo Bác có thằng cháu mới ở bên Úc về Làm bác sĩ luôn nhé Để mai bác dẫn sang nhà cháu nha Duyên Nghe thấy vậy tôi vội vàng gạt phát đi từ chối Thế nhưng mẹ tôi vì mong ngóng con gái đi lấy chồng Cộng thêm thấy gia cảnh cũng tốt Nên liên tục hùa vào đồng ý cùng bà bác kia tôi bất lực ngào ngán nhìn mẹ vô thức nghĩ đến chuyện mình mang bầu có lẽ sớm muộn gì cũng phải nói cho mẹ biết chỉ bằng biết sớm còn hơn biết muộn thế là tối đó cả nhà ăn cơm xong trong lúc tôi và mẹ đang rửa bát thì tôi bảo mẹ còn có chuyện muốn nói ừ có nói đi tôi ngập ngừng nhìn mẹ một hồi lời cứ chuẩn bị nói ra lại bị nuốt ngược lại khoảnh khắc ấy tôi run lắm không biết mẹ sẽ có phản ứng thế nào Mẹ thấy tôi trần trừ liền nói Có chuyện gì mà nhìn con căng thẳng thế Mẹ Ừ nói gì thì nói đi Con còn có thai rồi Mẹ nghe tôi nói xong Chiếc bát trên tay lập tức rơi xuống đất Tạo thành tiếng vỡ vụn Trong lúc mẹ tôi còn chưa kịp nói gì Thì giọng nói tức giận của ông nội tôi vàng lên Ai? Ai có thai? Tôi giật mình quay lại Nhìn thấy ông Tim gan như sắp nhảy ra ngoài Ông nội dù có yêu thương tôi Nhưng vốn là người gia trưởng Việc có thai trước khi cưới Vốn là điều ông rất ghét Mà tôi, tôi lại quyết định làm mẹ đơn thân Tôi cứng ngắc miệng Không nói nên lời Giọng bố tôi lại vang vọng ra Duyên, khách của con đến trời kìa